Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2721, tìm kiếm hạn chế. Trên người máu thịt be bét, xương vỡ vụn càng ngày càng nhiều Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng dùng tới bất tử kim thân, dùng này đến khôi phục thương thế. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tuy nói cũng sẽ bất tử kim thân, nhưng hắn ở lại được màu đen nhạt bao phủ không gian bên trong cũng tế ở việc, hắn hiến pháp hấp thu những này thiên đạo chi lực. Cho nên hắn mới vừa rồi không có ở bên trong khổ sở kiên trì, tại thừa nhận lấy đợt công kích thứ nhất sau đó hắn rồi cùng lão Hắc đồng thời lui ra ngoài rồi. Có bất tử kim thân phụ trợ sau đó Diệp Thần Phong điên cuồng hấp thu được bốn mảnh thức hải chuyển hóa thiên đạo chi lực. Trên người hắn không ngừng xuất hiện vết thương khủng bố, xương cũng không ngừng được trong đó sức mạnh bắn cho nát tan, nhưng hắn không chút nào yếu lui ra ngoài ý nghĩ, chỉ là một lần lại một lần dùng tới bất tử kim thân. Bởi loại này được chuyển hóa về sau thiên đạo chi lực, có thể nhanh chóng được Diệp Thần Phong thân thể cho hấp thu, hắn khí thế trên người dùng một loại tốc độ kinh người tăng vọt, trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển càng lúc càng nhanh, bên trong thân thể bạo phát ra nhất cổ đáng sợ sóng năng lượng. Đứng ở màu đen nhạt không gian phía ngoài Phùng Đức Nguyên, Lục Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ này bốn cái lão đầu, thần sắc trên mặt bọn họ là đặc sắc vạn phần, tuy nói tu vi của bọn họ được chế trụ. Nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong trên người khí thế tại mãnh liệt tăng vọt, nếu như duy trì loại tăng trưởng này tốc độ, như vậy rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ. Bốn người bọn họ không Diệp Thần Phong số tuổi thật sự, nhưng là bọn hắn căn cứ Diệp Thần Phong khí tức, bọn hắn Diệp Thần Phong tuổi tác chắc chắn sẽ không vượt qua 1000 năm. Bốn người bọn họ toàn bộ là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi. Nhớ năm đó bọn hắn từ thần đế cảnh trung kỳ bước vào thần đế cảnh hậu kỳ, bọn hắn trọn vẹn bỏ ra bao nhiêu năm? Thật giống có mấy ngàn năm đây này chứ, tiểu không ít chữ. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo trong lòng một trận cay đắng, bọn hắn rõ ràng Diệp Thần Phong tuổi tác, tại trước mặt bọn họ lập tức muốn sinh ra một cái 30 tuổi thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn hắn thật sự có một loại lực cảm, hay là đời này bọn hắn đều chỉ có thể ngước nhìn Diệp Thần Phong rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái thời đại này không thể nói là thuộc về Hà Không Thắng, hẳn là nói thuộc về Diệp Thần Phong, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể một mực tiếp tục trưởng thành, chỉ cần có Diệp Thần Phong tại, bọn hắn những người này sẽ không có mặt lại xưng là thiên tài. Thân ở được màu đen nhạt bao phủ trong không gian, đang không ngừng hấp thu chuyển hóa về sau thiên đạo chi lực, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy chạm vào đột phá lá chắn. Trong đó khủng bố thiên đạo chi lực chả đang không ngừng hình thành, kiên nhẫn đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong tự nhiên là không chút khách khí hấp thu những này thiên đạo chi lực. Một cái nào đó trong nháy mắt. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh tới cực điểm, này thúc đẩy toàn thân hắn gân mạch có một chút căng đau. Hắn khí thế trên người như lũ quét bình thường bạo phát ra, trong mắt đen nhánh trung chi bên trong lóe lên so với bén nhọn ánh sáng. Màu đen nhạt không gian bên trong trở nên bạo động lên, như cụ gió vậy sóng năng lượng, liên tục tùy ý ở trong đó bao phủ. Oanh, một tiếng, rất có hùng mãnh linh khí như núi lửa bạo phát, từ trên người Diệp Thần Phong phóng lên trời. Hắn nhất thời có một loại cả người cảm giác sảng khoái, hắn có thể rõ ràng đều cảm giác được toàn thân gân mạch lại mở rộng không ít, linh khí dòng sông tại trong gân mạch vận chuyển càng thêm thông thuận rồi. Toàn thân mỗi cái vị trí đều đã trải qua một chủng loại tựa rèn luyện về sau thu hoạch, cái cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thân sức mạnh trong cơ thể tăng lên trọn vẹn 10 nhiều gấp mấy lần, đây chính là bước vào thần đế cảnh hậu kỳ cảm giác. Tại tu vi tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ sau đó được màu đen nhạt bao phủ không gian, trong đó màu đen nhạt đang chậm chậm lui đi, thẳng đến cuối cùng khôi phục thành bình thường dáng dấp, đương nhiên cũng đã không còn thiên đạo chi lực sinh ra. Diệp Thần Phong trực tiếp đem bên trong thiên đạo chi lực cho đã tiêu hao hết. Này cũng khó trách hắn có thể một lần bước vào thần đế cảnh hậu kỳ. Muốn từ thần đế cảnh trung kỳ bước vào thần đế cảnh hậu kỳ, cái này cũng là cực kỳ khó khăn, bằng không Phùng Đức Nguyên bọn hắn cũng sẽ không đi tìm mấy ngàn năm rồi. Tiểu gia hỏa, người kiềm chế một chút a hát, lấy tư cách sư phụ của ngươi áp lực thật đúng là lớn, một không tu vi của ngươi cùng với ta nhóm giống nhau. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại mang theo nụ cười, hắn là đánh trong đáy lòng vì Diệp Thần Phong mà cao hứng. Tại màu đen nhạt thối lui sau đó Diệp Thần Phong tuy nói vừa vặn đột phá tu vi,
nhưng tu vi của hắn vẫn là lập tức bị hạn chế ở. Nếu màu đen nhạt đã biến mất, như vậy rừng cây khôi phục bình thường, bọn hắn có thể tiếp tục hướng về nơi càng sâu đi rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên tức giận trêu ghẹo nói, đạo tiểu tử, xem ra chúng ta phải nhanh một chút đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, được ngươi tiểu tử này đuổi theo cảm giác thật không tốt. Một bên Phùng Đức Nguyên đám người là một trận ngữ, nghe Diệp Thần Phong cùng Lão Hắc bọn hắn nói chuyện, tại thần đế cảnh đột phá thật giống nói cùng uống nước bình thường đơn giản. Đang đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ, sau đó Diệp Thần Phong lần này là đủ hài lòng, hắn muốn từ thần đế cảnh hậu kỳ, đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bây giờ chỗ này hỗn độn yêu đế hầm mộ còn chưa có xuất hiện chân chính nguy hiểm, lấy hỗn độn yêu đế loại kia tuyệt thế đại năng tính cách, có người xông vào hắn hầm mộ, nhất định là muốn cho kẻ xâm nhập chôn cùng. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn tiếp tục hướng về chỗ này rừng cây nơi sâu xa đi đến, nếu như có thể tìm được rời đi nơi này lối thoát liền không thể tốt hơn rồi. Chỉ là tại đi lại sau mười mấy phút, Diệp Thần Phong dưới chân bọn họ bước chân không hẹn mà cùng dừng lại. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn hướng cánh rừng cây này bên phải phương vị, chỉ cảm thấy nơi đó có từng đạo khí thế phóng lên trời, hơn nữa cái kia từng đạo thật khí thế đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Cảm thấy được điểm này, sau đó bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tu vi của bọn họ toàn bộ bị hạn chế, mà Thanh Viêm chỉ có thần đế cảnh trung kỳ cường độ, căn cứ cái kia từng đạo khí thế phán đoán toàn bộ tại thần đế cảnh hậu kỳ. Diệp Thần Phong vội vàng quát đi mau. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp xông về phía trước đi, mà Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn cũng đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Bây giờ tu vi của bọn họ bị hạn chế là một cái phiền phức, nếu như tu vi không có bị hạn chế lời nói, như vậy bọn hắn vẫn có thể ở nơi này xông vào một lần. Có thể tốc độ của bọn họ bây giờ, những kia phát ra thần đế cảnh hậu kỳ khí thế chính là càng đến gần càng gần. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta như vậy chạy cũng không phải biện pháp. Nhất định muốn tìm ra nơi này hạn chế, đem hạn chế phá vỡ, sau đó chúng ta mới có thể tạm thời có sức tự vệ. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đồng ý Diệp Thần Phong cách nói. Lão Hắc nói ra, tiểu tử, người cảm ứng lực lượng so với chúng ta đều phải mạnh, tuy nói hiện tại tu vi bị áp chế rồi, nhưng người thử đi cảm ứng một cái trong không khí động tĩnh, không thể buông tha dấu vết nào, hay là người có thể tìm xuất một ít manh mối đến. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc xem ra Diệp Thần Phong trên người ủng có không ít phần mềm hách, nói thí dụ như tinh không chi thạch trái tim các loại, cho nên tại tiểu thế giới này bên trong tìm ra hạn chế, đồng thời đem hạn chế phá vỡ, này muốn xem Diệp Thần Phong rồi. Chương 2722, vô cùng bạo tay. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cũng không lại nói nhảm nhiều rồi, một bên tiếp tục nhanh đi tới, một bên cẩn thận cảm ứng trong không khí gió thổi cỏ lay. Vừa bắt đầu hắn căn bản từ trong không khí cảm giác không ra bất kỳ đến, dù sao hắn bây giờ là tu vi hoàn toàn không có trạng thái. Những người còn lại cũng thỉnh thoảng nhìn hướng hắn, hiện tại nhóm có thể hay không sống sót rời đi nơi này, chỗ có hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người hắn. Từ bọn hắn phương hướng sau lưng, từng đạo thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế càng rõ ràng, nếu như được những này xuất thần đế cảnh hậu kỳ khí thế đổ vật cho đuổi theo, như vậy lấy bọn hắn tình hình bây giờ. Coi như là có Thanh Viêm tại, bọn hắn cũng là chắc chắn phải chết. Tại bước đầu cảm ứng không ra trong không khí bất kỳ manh mối, sau đó Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại, hắn tận lực để tâm tình của chính mình giữ vững bình tĩnh, không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, hắn bắt đầu cảm ứng càng thêm cẩn thận. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn mơ hồ ở trong không khí cảm thấy một tia sóng chấn động năng lượng kỳ dị, chỉ là một cái tia sóng chấn động năng lượng kỳ dị lóe lên liền qua. Hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Lúc này, phía sau xa xa địa phương từng đạo thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế đã mơ hồ tấn công tới, Diệp Thần Phong không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, hắn tiếp tục bắt đầu cảm ứng. Cách bọn họ phía sau có một ít lộ trình địa phương, chỉ thấy năm con cả người đen nhánh con báo, chúng nó tại nhanh hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn truy đuổi, lấy chúng nó bây giờ độ, ước chừng 5 phút đồng hồ là có thể đuổi theo Diệp Thần Phong đám người. Này năm con màu đen con báo, toàn bộ là hiện ra hư ảnh trạng thái, xem ra chúng nó đã không phải là đúng nghĩa vật còn sống rồi, chỉ là chúng nó trên người thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế là thứ thiệt. Này năm con màu đen con báo có tới cao hơn 3 mét, thân dài cũng có 5 đến 6 gạo trong lúc đó,
trong hốc mắt là làm người ta sợ hãi tròng mắt màu tím. Chúng nó một đường đi tới không có tránh né trong rừng cây, phàm là chúng nó đi qua địa phương, tất cả cây cối cùng hoa cỏ trong khoảnh khắc toàn bộ sẽ bị nát tan. Những này hư ảnh to lớn màu đen con báo, chúng nó trên người tràn đầy vô cùng sát ý vô tận, xem ra mục tiêu của bọn nó chính là Diệp Thần Phong đám người. Mà Diệp Thần Phong bọn hắn chả cũng không biết truy kích ở phía sau chính là từng con hình thể to lớn hư ảnh con báo. Những này màu đen con báo cũng hẳn là hỗn độn thời đại một loại nào đó yêu thú, nơi này là thuộc về hỗn độn yêu đế hầm mộ, tại toàn bộ hỗn độn thời đại, tại tất cả yêu thú bên trong, hỗn độn yêu đế thành tựu là cao nhất, cho nên tại hỗn độn thời đại yêu thú trong mắt, hỗn độn yêu đế đối với chúng nó tới nói là một loại tín ngưỡng. Có thể nói, tại hỗn độn thời đại trong yêu thú, hỗn độn yêu đế là nhất hô bá ứng. Diệp Thần Phong cảm ứng càng thêm cẩn thận rồi. Mơ hồ trong lúc đó, hắn lần thứ hai cảm thấy vừa vặn loại kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Lúc này không đợi này sóng chấn động năng lượng kỳ dị lóe lên liền qua, trái tim của hắn tinh không chi thạch nhảy lên tần suất đột nhiên trong lúc đó tăng nhanh. Tại tinh không chi thạch nhảy lên tần suất tăng nhanh sau đó từ trong đó chảy ra một loại cực hạn sức cảm ứng, loại cảm ứng này lực bám vào ở Diệp Thần Phong trên người. Làm cho hắn lập tức đem loại kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị cho vững vàng bắt giữ lấy rồi. Đêm này sóng chấn động năng lượng kỳ dị bắt sau khi bắt được, Diệp Thần Phong phảng phất có thể cảm giác được trong không khí xuất hiện một cái liên tục kéo dài dây nhỏ, hắn lập tức đi theo dây nhỏ nhanh đi tới, ta cảm thấy, các ngươi đều đuổi tới. Diệp Thần Phong đi theo cảm giác được cái kia một cái không nhìn thấy năng lượng dây nhỏ, hắn đem chính mình độ vung tới cực hạn. Tốt tại vận khí của bọn hắn vẫn tính là không sai, dây nhỏ phần cuối liền ở phụ cận đây, tại gấp đi tới sau 3 phút. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện trước mặt một hang núi. Xuất hiện tại không có cân nhắc cùng do dự thời gian, Diệp Thần Phong trực tiếp tiến vào trong hang núi. Tại vào sơn động sau. Trong đó không gian cũng không phải rất lớn, tại cái này không gian chính giữa trên mặt đất khảm nạm một khối to lớn màu xanh lam tinh thạch. Tại đây khối màu xanh lam tinh trên đá, phác họa rậm rạp chằng chịt hoa văn, khối này màu xanh lam tinh thạch phải là nơi này hết thảy hạn chế lực lượng hạch tâm. Trong thời gian ngắn, lấy bọn hắn sức mạnh bây giờ yếu nát tan khối này màu xanh lam tinh thạch, hẳn là chuyện không thể nào. Diệp Thần Phong không nói nhảm, hắn trực tiếp triệu hoán ra Thanh Viêm, để Thanh Viêm bắt đầu đốt cháy khối này màu xanh lam tinh thạch. Tại Thanh Viêm đốt cháy dưới. Khối này màu xanh lam tinh thạch rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, này làm cho Diệp Thần Phong bọn họ là sắc mặt khó coi. Một phút trôi qua sau. Tại Thanh Viêm không ngừng thiêu đốt dưới, màu xanh lam tinh trên đá có phần hoa văn đang chậm rãi làm nhạt đi xuống. Diệp Thần Phong lập tức ổn tâm thần, hay là chỉ cần phá hủy tinh thạch thượng hoa văn, làm cho bên trên hoa văn không lại liên thông, như vậy hạn chế lực lượng cũng bị phá hỏng. Chỉ là tại cũng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Từng đạo mạnh mẽ thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế, tấn mãnh vọt vào chỗ này trong hang núi. Tu vi bị áp chế Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn nhất thời cảm giác ngực một trận buồn bực. Tại hướng vào sơn động bên trong thật khí thế càng ngày càng hùng hậu, những kia màu đen con báo muốn xông vào trong hang núi thời điểm. Rốt cuộc, tại Thanh Viêm thiêu đốt dưới, màu xanh lam tinh thạch thượng một phần hoa văn toàn bộ đoạn nứt ra. Tại đây màu xanh lam tinh thạch thượng một phần hoa văn gãy vỡ nháy mắt. Diệp Thần Phong bọn hắn sắc mặt lập tức một trận ung dung, bọn hắn chỉ cảm thấy chu vi đối với bọn hắn hạn chế lực toàn bộ biến mất rồi. Bất kể là đối tu vi hạn chế, hay là đối với pháp tắc không gian hạn chế. Mà ở đối với bọn hắn hạn chế lực biến mất trong nháy mắt. Cái kia đem tiểu thế giới này một phân thành hai màn ánh sáng màu xanh lam, cũng lập tức ở trong không khí bạo liệt ra. Nổ tung về sau màn ánh sáng màu xanh lam, tại trên bầu trời biến thành vô số màu sắc khác nhau ánh sáng. Diệp Thần Phong bọn hắn tu vi không có bị hạn chế sau đó bọn hắn lập tức hướng ra khỏi sơn động, đối mặt năm con thần đế cảnh hậu kỳ màu đen con báo, bọn họ là bắt vào tay. Dù sao Diệp Thần Phong bây giờ cũng là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, có thể nói dễ như ăn bánh sẽ đem năm con thần đế cảnh hậu kỳ hư ảnh con báo giải quyết. Chỉ là lông mày của bọn họ lại nhíu càng ngày càng gấp. Chỉ thấy màn ánh sáng màu xanh lam nổ tung sau đó hóa thành các loại màu sắc khác nhau ánh sáng.
bây giờ đang chậm rãi ngưng tụ thành một đầu lại một đầu các loại hư ảnh yêu thú, những này đang ngưng tụ mà thành hư ảnh yêu thú, trong đó khí thế yếu nhất cũng đang thần đế cảnh sơ kỳ, thậm chí không thiếu có ngưng tụ ra thần đế cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong hư ảnh yêu thú, hơn nữa số lượng không tại số ít. Chỉ là ước chừng mấy phút, những kia màu sắc khác nhau ánh sáng toàn bộ ngưng tụ thành từng con yêu thú, hẳn là trọn vẹn ngưng tụ có mấy chục vạn con nhiều. Những này ngưng tụ mà thành yêu thú, toàn bộ tại hướng về trên mặt đất rơi xuống rồi, cũng có không ít xa hơn Diệp Thần Phong bọn hắn bên này rơi xuống. Mấy trăm ngàn đầu hư ảnh yêu thú. Hơn nữa toàn bộ là thần đế cảnh thật khí thế. Đây thật là đại thủ bút. Xem ra Hỗn Độn Yêu Đế đã sớm đoán được có người hay là có thể tìm được phá tan hạn chế biện pháp, cho nên hắn mới bố trí như thế một cái vui mừng thật lớn cho phá tan hạn chế lực người. Chương 2723, các ngươi không là muốn giết ta sao? Đối mặt không ngừng từ bầu trời bên trong rơi xuống hư ảnh yêu thú. Diệp Thần Phong bọn hắn trong lúc nhất thời lại không tìm được rời đi nơi này thông đạo, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Này mấy trăm ngàn đầu hư ảnh yêu thú, có thể nói là bao gồm hỗn độn thời đại tất cả yêu thú chủng loại rồi, đây quả thực là một con yêu thú đại quân. Hỗn Độn Yêu Đế có thể ở nơi này lưu lại thủ đoạn như thế, có thể thấy được bản thân hắn khẳng định cũng là vô cùng cường đại. Chính xảo bất xảo. Trước hết rơi vào Diệp Thần Phong chung quanh bọn họ chính là bốn con thần đế cảnh đỉnh phong yêu thú hư ảnh. Này bốn con yêu thú hư ảnh lớn lên dường như phóng to bản con rết bình thường, thân dài đủ chừng mấy trăm gạo, cả người hiện ra một loại màu đỏ thắm. Từ nơi này nhiều chân quái trên người tuôn ra một loại màu đỏ khí thế cường hãn. Hầu như không có bất kỳ dừng lại hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn vào tới. Diệp Thần Phong bây giờ tu vi tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ, hắn có cùng phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao chiến đấu thực lực. Nhưng tại này năm con tương tự giết khổng lồ hư ảnh yêu thú rơi xuống, sau đó chu vi còn đang không ngừng hạ xuống thần đế cảnh sơ kỳ, thần đế cảnh trung kỳ cùng thần đế cảnh hậu kỳ hư ảnh yêu thú. Hầu như chỉ là ba cái hô hấp ở giữa. Bọn hắn đã bị hơn trăm đầu hư ảnh yêu thú cho xuống lại ở. Cũng may, nơi này đối với bọn hắn hạn chế lực toàn bộ biến mất rồi, lại kém Diệp Thần Phong có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới tránh né. Có thể trốn tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, đây cũng không phải là một cái biện pháp, lẽ nào bọn hắn có thể tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới trốn cả đời sao? Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong đến nói nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn tuyệt đối không thể để Hà Không Thắng bước vào sống mãi, cho nên phải tìm được lối ra mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề vị trí. Diệp Thần Phong trong tay lập tức xuất hiện hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn pho tượng. Này là trước kia năm đại chí tôn đưa cho hắn, chỉ cần đem linh khí truyền vào trong đó, sẽ có năm đại chí tôn hư ảnh ngưng tụ, dùng này đến vì hắn chiến đấu, chỉ bất quá, những này hư ảnh chỉ có thể duy trì một ngày liền sẽ tiêu tán. Lần trước tại khí thần cốc bên ngoài, Diệp Thần Phong đã kích qua một lần năm đại chí tôn pho tượng rồi, cho nên ngưng tụ ra năm đại chí tôn hư ảnh, liền liền một ngày thời gian cũng không cách nào duy trì. Trước đó tại hỗn độn ma đế chủ mộ thất bên trong, có nhiều hạn chế, chỉ có thần đế cảnh đỉnh phong tu vi bên dưới người mới có thể bước vào hầm mộ. Mà ngưng tụ năm đại chí tôn hư ảnh, bọn hắn giữ vững năm đại chí tôn đỉnh phong thời đại sức chiến đấu. Cũng là nói này năm đại chí tôn hư ảnh sức chiến đấu, giống như là một cái chân bước ra thần đế cảnh đỉnh phong. Bất quá, hỗn độn ma đế hầm mộ bên trong hạn chế lực cũng không phải đùa giỡn, nếu như tại chủ mộ thất thời điểm, liền đem năm đại chí tôn hư ảnh kích động ra đến, như vậy năm đại chí tôn hư ảnh vô cùng có khả năng trực tiếp bị hạn chế lực phá hủy. Dù sao kích thích hư ảnh cũng không phải thật sự là năm đại chí tôn, cho nên tại hỗn độn ma đế chủ mộ thất bên trong, Diệp Thần Phong một mực nhẫn nhịn không có kích năm đại chí tôn pho tượng. Sau đó ở đến hỗn độn yêu đế hầm mộ sau, tất cả mọi người tu vi lại được chế trụ, hơn nữa pháp tắc không gian cũng bị hạn chế rồi. Diệp Thần Phong căn bản vô pháp từ hỗn độn trong chiếc nhẫn bắt được năm đại chí tôn pho tượng, lại mà cho dù có thể lấy ra, lúc ấy Diệp Thần Phong cũng tăng lên không khởi linh khí truyền vào pho tượng bên trong. Hiện tại có thể nói là thật sự bị ép vào tuyệt cảnh. Diệp Thần Phong không lo được nhiều như vậy, hắn trực tiếp hướng về năm đại chí tôn tiểu hình trong pho tượng truyền vào linh khí kích. Tại linh khí truyền vào năm đại chí tôn tiểu hình pho tượng bên trong sau,
năm cái trên pho tượng toàn bộ lóe lên tia sáng chói mắt. Oanh, 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 năng lượng từ năm cái tiểu hình trong pho tượng bạo. Chỉ thấy năm cái hư ảnh lão đầu nhanh tại Diệp Thần Phong trước người ngưng tụ, trên người tán đã xuất thần đế cảnh đỉnh phong khí thế, thậm chí là mơ hồ càng thần đế cảnh đỉnh phong. Tại Diệp Thần Phong kích động ra năm đại chí tôn hư ảnh, sau đó nguyên bản rơi vào nghiêm nghị bên trong lão Bạch cùng lão Hắc đám người, bọn hắn cũng lập tức vui vẻ. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Diệp Thần Phong thì là không có thả lỏng, này năm cái hư ảnh có thể thời gian duy trì liền một ngày cũng chưa tới rồi, chúng ta nhất định muốn nắm chặt thời gian tìm tới rời đi nơi này thông đạo. Nghe vậy, lão Bạch cùng lão Hắc đám người lần thứ hai nghiêm túc. Có năm đại chí tôn hư ảnh mở đường, hơn trăm con yêu thú liền không đáng sợ rồi, dù sao những này hư ảnh yêu thú mạnh nhất cũng chỉ có thần đế cảnh đỉnh phong, hắn sức chiến đấu cũng không hề càng thần đế cảnh đỉnh phong. Cho nên, đối với một cái chân bước ra thần đế cảnh đỉnh phong năm đại chí tôn hư ảnh tới nói, những này yêu thú ở trong tay bọn họ căn bản đi bất quá mấy chiêu. Đương nhiên Diệp Thần Phong bọn hắn cũng cùng một chỗ động thủ mở đường rồi. Như vậy bọn hắn đi tới độ có thể tăng nhanh không ít. Tại Diệp Thần Phong mệnh lệnh dưới, năm đại chí tôn hư ảnh chủ yếu là giải quyết chu vi thần đế cảnh đỉnh phong hư ảnh yêu thú. Về phần thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh hư ảnh yêu thú, Diệp Thần Phong bọn hắn ngược lại là cũng có thể ứng phó rồi, chỉ có Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo được bảo hộ ở chính giữa, bọn hắn hoàn toàn là phái không hơn một chút tác dụng rồi. Nguyên bản tâm trong tràn đầy ngạo khí Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, trong lòng bọn họ hết thảy đều bị đánh vỡ, Diệp Thần Phong mang cho bọn hắn xung kích quá lớn, hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn chính là trói buộc rồi. Cho dù chỉ có một cái đầu lâu thiên ưng, hắn hiện tại cũng có thể vung một điểm sức chiến đấu đối địch. Một đường hướng phía trước hành tẩu. Một khắc chiến đấu không ngừng, Diệp Thần Phong bọn hắn còn tại cảm ứng trong không khí động tĩnh, đáng tiếc lần này Diệp Thần Phong không có lúc trước vận khí. Trái tim của hắn tinh không chi thạch từ đầu đến cuối không có phản ứng, hắn căn bản không tìm được rời đi nơi này cửa ra vào. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách năm đại chí tôn hư ảnh biến mất thời gian là càng ngày càng gần, tuy nói bọn hắn một đường đi tới, chém giết không ít yêu thú hư ảnh, nhưng nơi này có tới mấy trăm ngàn đầu yêu thú hư ảnh, bọn hắn chém giết những này yêu thú liền ngay cả một phần mười cũng không đến đây. Một khi năm đại chí tôn hư ảnh biến mất, Diệp Thần Phong bọn hắn chỉ có trốn vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi, nhưng này là lựa chọn cuối cùng rồi, bây giờ còn là chỉ có thể là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Mà ở Diệp Thần Phong bọn hắn một đường đi tới thời điểm, bọn hắn nhìn thấy bên trái có hai đạo thân ảnh chật vật tại hướng về bên này xẹt qua đến. Nhìn kỹ bọn hắn không phải là Hà gia trưởng lão Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc Ma. Những kia đi theo bọn hắn thượng giới cường giả, bây giờ căn bản không có tung tích. Chỉ sợ là tối thời điểm nguy cấp, hai cái này lão đầu để những kia thượng giới cường giả làm bia đỡ đạn rồi. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc cũng nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người, chỉ là bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong bốn phía năm cái mạnh mẽ hư ảnh, sau đó hai người bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Này sau có vô số yêu thú truy kích, trước có Diệp Thần Phong đám người chặn đường, bọn hắn đây là chắc chắn phải chết rồi. Làm sao? Đường đường Hà gia trưởng lão cũng sẽ như chó mất chủ như thế khắp nơi tán loạn. Các ngươi không là muốn giết ta sao? Các ngươi không là muốn bắt được ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi tới a hát. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là có thù tất báo tính cách, vào lúc này gặp phải Hà gia hai cái trưởng lão, hắn như thế nào lại giảng hòa đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấm. Chương 2724, sáu quỷ nhất quan. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc một mực không ngừng nhìn phía sau, trước đó bọn họ là được ba con thần đế cảnh đỉnh phong hư ảnh yêu thú truy kích, tại đã dùng hết biện pháp sau đó bọn hắn mới tạm thời cách xa cái kia ba con thần đế cảnh đỉnh phong yêu thú. Đối với chung quanh không ngừng tụ lại mà đến thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh yêu thú, hai người bọn họ ngược lại là không có quá nhiều e ngại. Bọn hắn chỉ là lo lắng Diệp Thần Phong chu vi cái kia năm cái hư ảnh lão đầu. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc một hơi giải quyết xong 10 con súm lại tới thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ hư ảnh yêu thú sau. Hà Trung Biển ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thần Phong, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đối với chúng ta động thủ, Hà gia là ngươi không đắc tội nổi.
Diệp Thần Phong tự giễu cười một tiếng nói, là đầu ngươi có vấn đề. Chả là đầu của ta có vấn đề, ta hiện tại thật giống đã đắc tội Hà gia đi nha. Lại nói cho dù ta không giết các ngươi hai cái, Hà gia liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Hai người các ngươi nói thật dễ nghe một điểm là Hà gia trưởng lão, nhưng chết sống của các ngươi căn bản không ảnh hưởng tới Hà gia, các ngươi đối với Hà gia tới nói chỉ là hai cái không quan trọng gì nhân vật mà thôi. Diệp Thần Phong đám người hướng về Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc lao đi rồi, năm đại chí tôn hư ảnh tại không ngừng mà vì bọn họ bình định chung quanh hư ảnh yêu thú, mắt thấy yếu tiếp cận Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc thời điểm. Ầm ầm, một tiếng, toàn bộ trời đất đột nhiên một cái run rẩy, từ trên bầu trời truyền đến nhất cổ đáng sợ vô cùng uy thế, này làm cho Diệp Thần Phong có một loại phi thường dự cảm không tốt. Sát theo đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm không ngừng vang lên. Trên bầu trời truyền tới uy thế càng ngày càng đáng sợ, Diệp Thần Phong bên trong thân thể huyết dịch đều trở mình vọt lên, hắn không kịp đi bận tâm Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc, hắn trực tiếp đem Lão Bạch, Lão Hắc cùng Phùng Đức Nguyên đám người lần lượt đưa vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Mà ở Diệp Thần Phong phải đem năm đại chí tôn hư ảnh thu nhập trong pho tượng thời điểm. Này ngưng tụ năm đại chí tôn hư ảnh là càng ngày càng mỏng manh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tán loạn rồi. Đúng lúc này, bên trong vùng thế giới này đến hàng mấy chục ngàn hư ảnh yêu thú, chúng nó toàn bộ một mực cung kính nằm dạp ở địa phương, hoặc là nói là quỳ xuống trước trên mặt đất, động tác này quá mức quỷ dị. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian nữa đi lấy đi năm đại chí tôn hư ảnh rồi, dù sao lập tức liền yếu tiêu tán, cho dù lấy đi lần sau cũng không dùng được mấy phút. Trong đầu hắn ý thức hơi động, thân ảnh của hắn cũng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc đối mặt đột nhiên biến mất Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn căn bản là không nghĩ ra được, bất quá, cảnh tượng trước mắt quả thực quái dị, bọn hắn cũng có một loại phi thường dự cảm không tốt. Tiểu thế giới này trên bầu trời, đột nhiên trong lúc đó nứt ra rồi một đạo lớn vô cùng màu đen vết xước. Tại đây đạo cự đại màu đen vết xước nứt ra, sau đó toàn bộ trời đất phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó trở nên yên tĩnh không tiếng động rồi. Trong không khí liền ngay cả một thanh âm nào cũng không có, phảng phất tiểu thế giới này bên trong không tồn tại thanh âm. Loại biến hóa này đến, làm cho Hà Trung Biển cùng Hà Đông Phúc là cứng ngắc ngay tại chỗ, cổ họng của bọn hắn phảng phất bị kẹt chặt bình thường, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia to lớn màu đen vết xước. Từ từ, từ từ. Hai người bọn họ ánh mắt trợn lên càng lúc càng lớn, chỉ thấy cái kia to lớn màu đen vết xước bên trong có đồ vật gì xuất hiện ở đến, khi bọn họ nhìn thấy từ màu đen vết xước bên trong đi ra đồ vật sau đó bọn hắn hô hấp cũng ngừng lại rồi, căn bản không dám thở một cái. Chỉ thấy từ màu đen vết xước bên trong xuất hiện một cái to lớn màu xám quan tài, có 6 cái màu đen hư ảnh đem cái này to lớn quan tài giơ lên, này 6 cái hư ảnh khuôn mặt đáng ghét, cả khuôn mặt là máu thịt be bét dáng dấp. Hai cái nhấc ở quan tài bộ, hai cái nhấc ở quan tài chính giữa, cuối cùng hai cái nhấc ở quan tài phần sau. Này lục đạo khuôn mặt đáng ghét hư ảnh, rõ ràng không phải là người rồi, mà là tương tự quỷ quái đồ vật. 6 quỷ nhấc quan. Đây là hỗn độn thời đại một loại thuyết pháp, có người nói phàm là có thể được 6 quỷ nhấc quan người, lúc còn sống nhất định là một vị tuyệt thế đại năng, thậm chí tu vi tiếp cận với sống mãi tồn tại. Theo như cái này thì hỗn độn yêu đế sức chiến đấu khi còn sống quả nhiên là không giống người thường. Trên bầu trời, 6 quỷ nhất quan an tĩnh dừng lại, từ màu xám cho quan tài bên trên đột nhiên tuôn ra nhất cổ càng thêm đáng sợ uy thế lực lượng. Luồng áp lực này lực lượng đánh thẳng dưới đáy Hà Trung Biển. Một tiếng. Đọc truyện với. Hà Trung Biển căn bản không kịp làm xuất phản ứng chút nào, thân thể hắn trực tiếp bạo liệt ra. Loại này nổ tung có vẻ cực kỳ quỷ dị, bởi vì nổ tung về sau Hà Trung Biển, đừng nói là xương vụn rồi, liền ngay cả một giọt máu tươi cũng không có để lại, phảng phất là bỗng dưng trưng bình thường. Đứng ở Hà Trung Biển bên cạnh Hà Đông Phúc, thân thể hắn trở nên càng thêm cứng ngắc lại, dưới chân bước chân căn bản bước bất động, chừng hạt đậu mồ hôi hột, liên tục từ trên người hắn xông ra, hắn muốn trốn, nhưng hắn hiện tại liền ngay cả trốn dũng khí cũng không có. 6 quỷ nhất quan chậm rãi từ trên bầu trời đang rơi xuống đến rồi. Từ màu xám quan tài bên trên không có hết sức tuôn ra uy thế lực. Cuối cùng 6 quỷ nhất quan hoàn toàn đã rơi vào trên mặt đất, bọn hắn hướng về Hà Đông Phúc đi tới,
dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Hà Đông Phúc thân thể. Hà Đông Phúc đang nhìn đến sáu quỷ nhất quan xuyên qua thân thể hắn sau đó tiếp tục đi về phía trước, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn hẳn là tránh được một kiếp đi nha. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể một trận khó chịu, sau đó ý thức của hắn tựu chậm chậm tại biến mất rồi. Chỉ thấy cả người hắn tại dùng một loại cực kỳ nhanh độ tan rã, không bao lâu cả người hắn liền hoàn toàn đã hòa tan. Thân ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng cảm thấy phía ngoài tất cả. Được Diệp Thần Phong đưa vào tiểu thế giới Phùng Đức Nguyên cùng Lâm Vũ Nhu đám người, bọn hắn là lần đầu tiên tới Diệp Thần Phong bên trong tiểu thế giới, trong lòng là kinh nghi bất định. Lão Bạch cùng Lão Hắc thuận miệng đối với bọn họ giải thích hai câu, nói cho bọn hắn nơi này là Diệp Thần Phong tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới. Này để cho bọn họ lại là một trận ngạc nhiên, tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới, coi như là thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng không có bản lãnh như vậy chứ. Diệp Thần Phong không có để ý Phùng Đức Nguyên đám người ý nghĩ, hắn tại nhận biết được tình huống bên ngoài sau đó trong lòng của hắn là nghiêm nghị cực kỳ, trống trơn là trên quan tài uy thế, liền trực tiếp để thần đế cảnh hậu kỳ Hà Trung Biển thân thể nổ tung. Mặt với bên ngoài tình hình như vậy, hơn nữa năm đại chí tôn hư ảnh cũng đã biến mất, bọn hắn ra ngoài chỉ có là một con đường chết a hát. Diệp Thần Phong đem tình huống bên ngoài nói rồi một bên. Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người toàn bộ nhíu mày đến, trong đó Hồ Thiên Võ nói ra, sáu quỷ nhất quan, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết sáu quỷ nhất quan không thể nghi ngờ, xem ra chúng ta muốn rời khỏi chỗ này hầm mộ vô cùng khó khăn. Sáu Thành Anh cũng nói, trong truyền thuyết sáu quỷ nhất quan cũng xuất hiện, có người nói nếu như trong hầm mộ sáu quỷ nhất quan vừa ra, như vậy tại trong hầm mộ người liền toàn bộ yếu lưu lại chôn cùng rồi. Chương 2725, ân nhân sau. Diệp Thần Phong là lần đầu tiên nghe nói sáu quỷ nhất quan. Nhìn thấy Lão Bạch cùng Lão Hắc vẻ mặt, còn có Hồ Thiên Võ bọn hắn theo như lời nói, hắn tự nhiên là rõ ràng này sáu quỷ nhất quan lợi hại, trước mắt muốn rời khỏi chỗ này hỗn độn yêu đế hầm mộ, chỉ có giải quyết xong này sáu quỷ nhất quan mới được. Có thể vừa vặn Diệp Thần Phong cảm ứng được tình huống đến xem, lấy thực lực của bọn họ phải giải quyết sáu quỷ nhất quan, chuyện này quả thật là si nhân nằm mơ. Chẳng lẽ nói thật sự yếu tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới trốn cả đời sao? Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hắn hôm nay tuy nói tu vi tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng nghĩ muốn đối phó Hà Không Thắng, hắn nhất định phải chả phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, cho nên thời gian bây giờ đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn còn tại cảm ứng tình huống bên ngoài. Chỉ thấy Hà Đông Phúc thân thể hòa tan sau đó này sáu quỷ nhất quan tĩnh tĩnh dừng lại ngay tại chỗ. Một đạo thanh âm trầm thấp từ màu xám cho cự quan tài lớn bên trong truyền ra, hỗn độn nhẫn. Ngươi sử dụng nhưng là hỗn độn nhẫn. Thân ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, hắn tự nhiên là rõ ràng cảm ứng được cái thanh âm này rồi. Khi nghe đến màu xám trong quan tài thanh âm nói thẳng ra hỗn độn nhẫn, này làm cho hắn là lâm vào cực hạn trong khiếp sợ. Diệp Thần Phong tự nhiên rõ ràng màu xám trong quan tài thanh âm là đang nói chuyện với hắn rồi. Chỉ là hắn cũng không có mở miệng, ai biết này màu xám trong quan tài thanh âm đến cùng là dụng ý gì. Thấy không có người trả lời, to lớn màu xám trong quan tài thanh âm lần thứ hai vang lên, nếu như ngươi đúng là sử dụng hỗn độn nhẫn, như vậy ngươi rất không cần phải trốn rồi, ta có thể để cho các ngươi rời đi. Lẽ nào các ngươi muốn ở chỗ này trốn cả đời sao? Diệp Thần Phong sắc mặt âm tình bất định, hắn đem chính mình nhận biết được thanh âm nói cho Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người. Sau đó, hắn lại nói, các ngươi cho là ta hẳn là muốn đi ra ngoài sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tại trong quan tài phải là hỗn độn yêu đế, bất quá, hỗn độn yêu đế sớm đã bị chết, tại trong quan tài vô cùng có khả năng chỉ là hỗn độn yêu đế một vệt thần niệm mà thôi. Hắn nếu một lời nói ra hỗn độn nhẫn, cái kia nói không chừng hắn và hỗn độn nhẫn trong lúc đó có những gì chuyện cũ. Đường đường một đời hỗn độn yêu đế. Hắn cũng không khả năng miệng đầy đánh rắm. Thiên ưng cũng nói, chủ nhân, tại hỗn độn thời đại hỗn độn yêu đế là một cái cực kỳ tuân thủ cam kết người, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đang nghe Lão Bạch cùng Thiên ưng lời nói sau, Diệp Thần Phong nói ra, cái kia ta một người xuất đi xem một chút tình huống là được, các ngươi ở lại chỗ này,
như vậy ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào nơi này. Nói xong, không đợi Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn mở miệng, Diệp Thần Phong trực tiếp biến mất ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tại một lần nữa trở về hỗn độn yêu đế hầm mộ sau. Sáu quỷ nhất quan phương hướng chuyển hướng về phía Diệp Thần Phong, tạm thời không có đối với hắn biểu hiện ra cái gì ác ý đến. Thần kinh một mực căng thẳng Diệp Thần Phong, hắn mở miệng nói, ta đích xác sử dụng hỗn độn nhẫn, ngươi là hỗn độn yêu đế bản thân. Ha ha ha, to lớn màu xám trong quan tài truyền ra một trận trầm muộn tiếng cười, không nghĩ tới chả có người biết bản đế, ta là hỗn độn yêu đế, chỉ bất quá, bây giờ ta chỉ là yếu mất thần thức mà thôi. Ta chỉ muốn sau khi chết yên tĩnh một điểm, nếu có người dám xông vào nơi này, như vậy ta đây đạo thần nhận thức hội trưởng khống nơi này tất cả, để kẻ xâm nhập chết không chỗ chôn địa. Tại sáu quỷ nhất quan xuất hiện sau, toàn bộ trong hầm mộ hư ảnh yêu thú, chúng nó vẫn là ngã quỳ trên mặt đất, không có một cái hư ảnh yêu thú dám đứng lên. Ngược lại, trong quan tài tiếng nói nhất truyền, nhưng, ngươi có thể sử dụng hỗn độn nhẫn, nói như vậy ngươi là vị kia đại năng truyền nhân. Ta có thể ngoại lệ cho ngươi rời đi nơi này. Thấy đối phương một mực không có ác ý, Diệp Thần Phong là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương muốn giết hắn, như vậy hẳn là sẽ không một mực như thế nói nhảm, hỏi hắn, ngươi nói vị kia đại năng. Chẳng lẽ là hỗn độn nhẫn người sáng tạo? Đồng dạng cũng là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Trong quan tài thanh âm không có phủ nhận, đúng vậy, chính là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, cũng chỉ có hỗn độn bên trong chiếc nhẫn tiểu thế giới có thể tùy thân mang theo, hơn nữa trong đó còn có thể trực tiếp thu nhập người sống, ngươi có thể trở thành vị kia đại năng truyền nhân, đây là của ngươi vận khí. Diệp Thần Phong hỏi, ngươi biết hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân? Lúc này đã trầm mặc mấy giây sau đó trong quan tài mới truyền ra âm thanh, hắn là ân nhân của ta, cho dù bây giờ chết rồi ta, cũng không thể quên mất phần ân tình này, nếu như không có ân nhân, như vậy liền không có cái gọi là hỗn độn yêu đế rồi. Ân nhân là hỗn độn thời đại lúc đầu cường giả tuyệt thế, mà ta tại gặp phải ân nhân thời điểm, ta lúc đó chỉ là một đầu nhỏ yếu yêu thú, nếu không có ân nhân ra tay giúp đỡ, ban đầu ta đã chết ở người tu luyện trong tay. Đã trở thành bọn hắn trong miệng đồ ăn. Ta nhớ được rất rõ ràng, ân nhân không chỉ đã cứu ta, hắn trả để cho ta cùng ở bên cạnh hắn tu luyện, hắn truyền thụ không ít bản lĩnh. Ta đi theo ân nhân tu luyện hơn 3.000 năm, tại ta có một ít năng lực tự vệ sau đó ân nhân liền đột nhiên biến mất rồi. Sau đó bất luận ta làm sao tìm kiếm, ta đều không tìm được ân nhân tung tích, thật giống ân nhân biến mất không còn tăm hơi bình thường. Ta nhớ được rõ ràng nhất chính là ân nhân sử dụng hỗn độn chiếc nhẫn, đây là ân nhân độc nhất vô nhị tiêu chí. Ngươi là hỗn độn nhẫn người thừa kế, cái kia chính là ân nhân sau, cho nên ngươi có thể rời đi của ta hầm mộ. Nghe được hỗn độn yêu đế tự thuật sau đó Diệp Thần Phong là đã trầm mặc rất lâu, hắn không nghĩ tới hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân cùng hỗn độn yêu đế trong lúc đó còn có như vậy ngọn nguồn. Có thể nói này hỗn độn yêu đế chính là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân chỗ bồi dưỡng lên. Diệp Thần Phong thở dài, chỉ tiếc mỗi người đều chạy không thoát vừa chết, ta kế thừa hỗn độn nhẫn, ân nhân của ngươi cũng chính là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hắn hẳn là rời đi thế giới này rồi. Nghe vậy, hỗn độn yêu đế vội vàng nói, không thể, tuy nói từ khi cái kia từ biệt sau đó ta liền chưa từng nhìn thấy ân nhân rồi. Nhưng là ta tại ân người bên người hơn 3.000 năm, ta rõ ràng nhất ân nhân bổn sự, coi như là gặp phải hỗn độn thời đại hạo kiếp, ta cũng tin tưởng ân nhân có thể sống sót. Hay là ngươi không thể nào hiểu được của ta loại này tin tưởng, đó là chỉ có từng chứng kiến ân nhân thực lực chân chính sau, mới có thể rõ ràng. Ta hỗn độn yêu đế là ân nhân bồi dưỡng lên, có thể nói coi như là đỉnh phong thời đại ta, đồng dạng tại ân nhân trước mặt sống không qua mấy chiêu. Nghe hỗn độn yêu đế tràn đầy tự tin lời nói, Diệp Thần Phong là lông mày là càng nhăn càng chặt rồi, hắn biết này hỗn độn yêu đế sẽ không miệng đầy nói bậy, chỉ là tại trước đó hắn tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới từng thấy hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân một đạo thần niệm. Chương 2726, Thành Toàn. Tại sao lại như vậy? Nhớ rõ lúc trước, Diệp Thần Phong tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Nhìn thấy hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân thần niệm sau đó hắn mới xem như là đã trở thành hỗn độn nhẫn chân chính người thừa kế rồi.
hắn bây giờ còn phi thường rõ ràng có thể trở về nhớ tới cảnh tượng lúc đó, tuy nói hỗn độn nhẫn chủ nhân để lại một đạo thần niệm, nhưng hắn căn bản thấy không rõ lắm hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân tướng mạo. Lúc đó hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân từng nói câu nào, đại khái ý tứ chính là hắn đã biến mất tại vùng thế giới này giữa rồi, bằng không hắn lưu lại đạo này thần niệm có thể cảm giác được chính mình bản thể tồn tại. Cho nên nói, hỗn độn yêu đế mặc dù đối với hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân hiểu rất rõ, căn bản không tin tưởng hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân sẽ chết, thế nhưng tất cả những thứ này là Diệp Thần Phong tận mắt nhìn thấy, hắn có 10 phần lý do tin tưởng. Bây giờ hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân không tồn tại. Diệp Thần Phong không có cùng hỗn độn yêu đế tranh luận, hắn cũng biết hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, tại hỗn độn yêu đế trong lòng có cực vì địa vị trọng yếu. Thấy Diệp Thần Phong không mở miệng, từ màu xám cho cự quan tài lớn bên trên, bạo phát ra nhất cổ năng lượng khổng lồ. Sát theo đó, tại màu xám quan tài bên cạnh xuất hiện lóe lên một cái hào quang trận pháp. Một cái xem chính là một cái truyền tống trận. Hỗn độn yêu đế thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu gia hỏa, cái truyền tống trận này chính là rời đi nơi này lối đi, trước lúc ly khai, ta cho ngươi thêm một phần lễ vật đi. Dứt tiếng, từ to lớn màu xám trên quan tài lại lao ra khỏi một đạo nhu hòa sức mạnh. Đạo này nhu hòa sức mạnh trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, khiến hắn cả cái gì một tia cơ hội tránh né cũng không có. Cũng may, hỗn độn yêu đế đối hắn không có bất kỳ ác ý. Tại này cỗ nhu hòa sức mạnh đi vào bên trong thân thể của hắn sau, hắn nhất thời có một loại cả người cảm giác sảng khoái. Này cỗ nhu hòa sức mạnh đang điên cuồng hòa vào bên trong thân thể của hắn, làm cho hắn khí thế trên người lần thứ hai đi lên tăng vọt. Không chỉ có như thế, tại này cỗ nhu hòa trong sức mạnh, còn có hỗn độn yêu đế chính mình một ít đối với thần đế cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ. Tại đây chút lĩnh ngộ cũng chậm chậm hòa vào bên trong thân thể của hắn sau, Diệp Thần Phong trong lòng bỗng nhiên có một loại hiểu rõ. Oanh, một tiếng. Khí thế của hắn tại tăng vọt một đoạn sau đó đột nhiên dừng lại, hắn không có trực tiếp bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Chỉ là một con chân khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân chính thần đế cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước rồi. Điều này cũng đúng là đáng quý, phải biết thần đế cảnh hậu kỳ đến thần đế cảnh đỉnh phong. Có một đạo to lớn ngưỡng cửa, còn nữa Diệp Thần Phong mới vừa vặn đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ, hắn có thể đang hấp thu hỗn độn yêu đế này cỗ nhu hòa năng lượng sau đó trực tiếp một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối là một phần to lớn lễ vật. Tiểu gia hỏa, con đường sau này yếu chính ngươi đi rồi, thân là hỗn độn nhẫn người thừa kế, ngươi cũng không làm được cho ta ân nhân mất thể diện. Còn có, về sau nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy ân nhân, nhớ rõ nói với hắn ta một mực làm ghi nhớ hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ân tình của hắn. Hỗn độn yêu đế trong thanh âm là vô hạn sầu não cùng nhớ lại, tại nói xong câu đó sau, hắn liền không lên tiếng nữa rồi. Mà lúc này hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người là lo lắng cùng đợi, thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không lần nữa tiến vào nơi này, bọn hắn tâm đều phải nhấc đến cổ họng rồi. Dù sao bên ngoài nhưng là xuất hiện sáu quỷ nhất quan bực này trong truyền thuyết sự tình rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên đối với lão Bạch nói ra, tiểu tử kia vận khí cũng không tệ, hắn tuyệt đối không có việc gì đâu, cho dù có việc mỗi lần cũng có thể gặp dữ hóa lành. Lão Hắc ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng rõ ràng có thể thấy được, hắn đây là tại tự mình an ủi. Tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người lo lắng thời điểm. Diệp Thần Phong thanh âm trực tiếp truyền vào đi vào, ta không sao, ta thấy rời đi nơi này lối đi, đợi ly khai nơi này lại nói tỉ mỉ. Diệp Thần Phong không có tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi, cũng không cần phiền toái đem lão Bạch bọn hắn cho mang ra ngoài, để cho bọn họ tạm thời trước tiên ở lại bên trong tiểu thế giới là tốt rồi, như vậy cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Khi nghe đến Diệp Thần Phong thanh âm sau. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Phùng Đức Nguyên, Lục Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ này bốn cái lão đầu, bọn hắn cũng là mừng rỡ, tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn chả có thể sống rời đi nơi này, tất cả những thứ này chỉ vì Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ là thật tâm thật ý đối Diệp Thần Phong sinh ra cảm kích. Phùng Đức Nguyên chân thành nói, chờ lần này sau khi rời đi, ta nhất định đem Hà Gia âm mưu bẩm báo tông môn. Vạch trần Hà Gia loại này xấu xí hành vi.
Đúng vậy, toàn bộ thần nguyên giới hẳn là liên hợp lại cộng đồng đối kháng Hà gia. Cao Hoa Bằng gật đầu nói. Lục Thành Anh cùng Hồ Thiên Võ cũng là cực kỳ tán đồng. Mà lúc này, Hỗn Độn Ma Đế hầm mộ cửa vào. Bởi vì chỉ có thần đế cảnh đỉnh dưới đỉnh cường giả mới có thể bước vào, cho nên Lâm gia lão tổ Lâm Vấn Thiên, Khổng gia lão tổ Khổng Nam Chí cùng Hà gia gia chủ Hà Nhân đợi uổng công người một mực ở chỗ này chờ chờ. Bọn hắn chả không chút nào rõ ràng trong hầm mộ chuyện đã xảy ra, càng thêm không biết ở bên trong vẫn còn có trong mộ mộ. Thượng giới còn lại tông môn một ít thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng một mực chờ đợi chờ, chỉ là tiến vào bên trong người tu luyện, bổn mạng của bọn hắn ngọc bài là liên tiếp nổ tung, này làm cho chờ ở bên ngoài đợi người là sắc mặt khó coi cực kỳ. Thẳng đến trước đó liền ngay cả Hà gia hai vị trưởng lão bản mệnh ngọc bài cũng nổ tung rồi, Hà gia gia chủ Hà Nhân trắng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, tại sao lại như vậy? Hà gia hai vị thần đế cảnh hậu kỳ trưởng lão dĩ nhiên cũng đã chết. Này trong hầm mộ đến cùng là cái gì? Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí vẻ mặt như thường, tại trước đó tới nơi này thời điểm, bọn hắn tạm thời cho Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đã làm ra một khối giản dị bản mệnh ngọc bài, bây giờ hai người bọn họ bản mệnh ngọc bài hoàn hảo vô tồn, nói cách khác hai người bọn họ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Lần sau Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo bản mệnh ngọc bài cũng không có nổ tung, đây là Lâm Vấn Thiên cao hứng nhất sự tình. Dưới cái nhìn của hắn chính mình hai cái vãn bối mặc dù có thể sống tiếp, nhất định là bởi vì Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên rồi, dù sao tiến vào bên trong nhiều như vậy thần đế cảnh cường giả, bổn mạng của bọn hắn ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi, hắn hai cái hậu bối chỉ có thần tôn cảnh thực lực. Liền ngay cả Khổng Nam Chí cũng cho là như vậy, không biết tất cả những thứ này toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc đồ đệ, liền ngay cả hai người bọn họ lão hữu có thể sống sót. Cũng toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong. Hà gia tiểu tử, lòng tham cũng là cần phải trả giá thật lớn, ngươi để Hà gia hai cái trưởng lão bước vào trong đó, hẳn là liền muốn nghĩ đến bọn hắn có khả năng sẽ mất mạng trong đó. Lâm Vấn Thiên thuận miệng nói ra, lấy thân phận của hắn gọi Hà gia gia chủ một tiếng Hà gia tiểu tử, điều này cũng đúng không quá đáng. Hà Nhân Trắng lửa giận trong lòng hiện lên, nhưng hắn cũng không dám tại Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí trước mặt phát tác. Chương 2727, lớn gan suy đoán. Thượng giới nơi nào đó trong sơn cốc. Diệp Thần Phong thân ảnh bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện rồi, hắn thông qua Hỗn Độn Yêu Đế mở ra truyền tống trận, thuận lợi rời đi Hỗn Độn Yêu Đế hầm mộ. Rời đi Hỗn Độn Yêu Đế hầm mộ sau đó Diệp Thần Phong đem Lão Bạch, Lão Hắc, Phùng Đức Nguyên cùng Lâm Vũ Nhu đám người toàn bộ lộ ra hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, hắn thuận miệng nói ra chúng ta đã rời đi hầm mộ rồi. Cảm thụ mảnh này bầu trời quen thuộc địa, Phùng Đức Nguyên đám người toàn bộ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lần này nếu không có Diệp Thần Phong, bọn họ là chắc chắn phải chết, căn bản không khả năng từ Hỗn Độn Yêu Đế trong hầm mộ đi ra. Chỗ này sơn cốc hẳn là khoảng cách Hỗn Độn Ma Đế hầm mộ lối vào sẽ không quá xa, Lão Bạch lập tức lợi dụng đưa tin ngọc bài cho Lâm Vấn Thiên truyền âm rồi. Thân ở Ma Đế hầm mộ cửa vào Lâm Vấn Thiên. Bên hông hắn đưa tin ngọc bài trong nháy mắt lấp lánh lên, cảm giác được trong đó đưa tin nội dung bên trong, trên mặt hắn vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Đối với Hà Nhân nói vô ích nói, Hà gia tiểu tử, ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian rồi, lão phu ta đi trước một bước. Khổng Nam Chí không hề nói gì đi theo Lâm Vấn Thiên cùng rời đi rồi, này làm cho nằm ở tức giận Hà Nhân mặt trắng ra quất thẳng tới. Còn lại chờ đợi ở nơi này thượng giới thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Bọn hắn đang cùng Hà Nhân Trắng chào hỏi một tiếng sau đó bọn hắn cũng dồn dập rời khỏi, lần này đại đa số tông môn là tổn thất nặng nề, dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít kỳ môn hạ đều có thần đế cảnh hậu kỳ cường giả chết vào trong hầm mộ. Vừa ý giới cường giả một tên tiếp theo một tên rời đi, rất nhanh chỉ còn dư lại Hà Nhân Trắng chính mình một người, hắn trong con ngươi vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, mang theo nồng nặc sát ý ngữ từ hàm răng của hắn khe trong bật đi ra, Lâm Vấn Thiên. Khổng Nam Chí, hai người các ngươi lão thất phu chờ cho ta, lại không lâu nữa, ta xem các ngươi còn thế nào hung hăng. Chỉ cần chờ lão tổ bước vào vĩnh sinh cảnh, vùng thế giới này toàn bộ là thuộc về chúng ta Hà gia. Nhận được Lão Bạch truyền âm Lâm Vấn Thiên, hắn và Khổng Nam Chí là một đường chạy tới cái kia ra khỏi sơn cốc rồi. Xác thực chỗ kia sơn cốc khoảng cách Hỗn Độn Ma Đế hầm mộ cũng không phải rất xa,
nhưng cũng không tính là quá gần, lấy Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí tốc độ, bọn hắn cũng cần đạp không phi hành khoảng mười mấy phút. Lúc này trong sơn cốc, Phùng Đức Nguyên, Lục Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ là hung hăng đối Diệp Thần Phong nói cảm ơn. Diệp Thần Phong là gật đầu ứng phó, tuy nói hắn cảm thấy hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân nhất định là chết rồi, nhưng cẩn thận nghĩ hỗn độn yêu đế chỗ nói mỗi một câu nói, còn có thể sáng tạo ra hỗn độn nhẫn người, nắm giữ loại năng lực này người, hắn thật sự sẽ là chết sao? Nguyên bản vững tin hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân nhất định là chết rồi Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại khó mà nói rõ ràng cảm giác, giả thiết hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân không có chết, như vậy cảnh giới của hắn hội đến trình độ gì? E sợ nhất định là đến sống mãi đi nha. Nhưng, đây cũng chỉ là một cái giả thiết mà thôi, trong lòng cứ việc có một ít hoài nghi, nhưng hắn vẫn là càng muốn đi tin tưởng hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân không tồn tại. Phùng Đức Nguyên, Lục Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ tại nói cảm ơn xong xuôi sau đó bọn hắn dồn dập mở miệng yếu cáo từ, trải qua cùng Diệp Thần Phong ở chung, bọn hắn cũng hiểu rõ Diệp Thần Phong phẩm tính, bọn họ là càng thêm tin tưởng Diệp Thần Phong chỗ nói hà ra cái kia âm mưu động trời rồi. Nếu quả như thật để Hà Không Thắng cái này âm mưu thực hiện được, như vậy bọn hắn đều sắp trở thành Hà Không Thắng bước vào sống mãi đá đạp chân. Bọn hắn nhất định muốn mau chóng về tông môn đi bẩm báo chuyện này rồi. Tại Phùng Đức Nguyên đám người sau khi rời đi, lão Hắc Giang Vận Thiên đối với Diệp Thần Phong cười nói, tiểu tử, đem người khí thế của mình thu liếm, sau đó cái kia hai tên gia hỏa liền sắp tới, trong lòng bọn họ đoán chừng nhận thức vì đồ đệ của chúng ta không ra sao, sau đó nhất định phải nhìn thấy hai người bọn họ đặc sắc biểu lộ. Một bên Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đã lại vì chính mình lão tổ mặc niệm, bọn hắn thân là tiểu bối, tự nhiên là không dám nói thêm cái gì bảo. Trước đó Phùng Đức Nguyên bọn hắn không hỏi Diệp Thần Phong vì cái gì có thể rời đi hầm mộ, nhưng lão Bạch cùng lão Hắc không có do dự nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ nói hỗn độn yêu đế vẫn thật sự cùng hỗn độn nhẫn có quan hệ? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nghi vấn đạo. Diệp Thần Phong trực tiếp đem hỗn độn yêu đế cùng hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân quan hệ nói ra. Lão Hắc Giang Vận Thiên, nói, khó trách, hỗn độn yêu đế chẳng trách hội thả chúng ta rời khỏi, dù sao tiểu tử ngươi là thứ thiệt hỗn độn nhẫn người thừa kế. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chỉ bất quá hỗn độn yêu đế nói khẳng định như vậy, các ngươi nói hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, hắn thật sự có khả năng còn sống không? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lắc đầu nói, hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân chính là hỗn độn thời đại ban đầu cường giả. Nếu như hắn cho tới bây giờ còn sống, như vậy hắn tuyệt đối đã bước vào vĩnh sinh cảnh rồi, ngươi cho rằng khả năng sao? Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, đúng vậy, ngươi cho rằng bây giờ vùng thế giới này còn có sống mãi người sao? Diệp Thần Phong thở dài. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc con ngươi đột nhiên ngưng lại, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nghi ngờ không thôi lên, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra bọn họ nghĩ tới rồi một chỗ đi. Diệp Thần Phong nói, điều này có thể sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, không bài trừ khả năng này. Lão Hắc cũng thán phục liên tục, nếu quả như thật là như thế này, như vậy nhưng là thú vị. Một bên Thiên Ưng, Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, ba người bọn hắn là đầu óc mơ hồ, bọn hắn căn bản nghe không hiểu Diệp Thần Phong đám người đối thoại, loại này đối thoại giống như là tại đả ách mê như thế. Trên thế giới này đích thật là có vĩnh sinh cảnh, vùng thế giới này không phải là sao. Diệp Thần Phong đã gặp vùng thế giới này hai lần rồi. Chỉ cần đến sống mãi là có thể trưởng khống vùng thế giới này, trở thành vùng thế giới này. Trước đó hỗn độn yêu đế cũng nhắc qua, từ khi từ biệt sau đó hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, thậm chí là liền bất cứ tin tức gì cũng không tìm được, trong này tiết lộ ra không ít quái dị. Nếu như nói hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân còn sống, như vậy chỉ có khả năng này tính rồi, này hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân chính là vùng thế giới này. Nhưng, này thật sự có khả năng sao? Đương nhiên cái này cũng là chỉ là một cái suy đoán, một cái lớn mật suy đoán mà thôi, dù sao cái suy đoán này yếu thành lập tiền đề, nhất định muốn là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân còn sống. Diệp Thần Phong không tự chủ liếc mắt một cái xanh thẳm thiên không.
nếu như nói hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân đúng là vùng thế giới này, như vậy Diệp Thần Phong về sau phải như thế nào đối mặt tất cả những thứ này? Dù sao hắn là hỗn độn nhẫn người thừa kế, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn kế thừa hỗn độn nhẫn, cũng coi như là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân hậu bối rồi. Nhưng ngược lại, hắn lại đem tạp niệm bài trừ rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, dù sao đây vẫn chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Hiện tại muốn ngăn cản Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh mới là trọng yếu nhất. Chương 2728, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Tại Diệp Thần Phong trong lòng trầm tư thời khắc. Hai bóng người đột nhiên trong lúc đó tại bên trong sơn cốc hiện lên, bọn hắn tự nhiên là Lâm gia lão tổ Lâm Vấn Thiên cùng Khổng gia lão tổ Khổng Nam Chí rồi. Diệp Thần Phong là nghe xong lão Hắc lời nói, tạm thời tướng khí thế ngừng lưu tại địa thần cảnh một tầng. Chỉ sợ cũng liền Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cũng không cách nào cảm thấy xuất thực lực chân thực của hắn. Lâm Vấn Thiên trực tiếp nhìn hướng Lão Bạch cùng Lão Hắc, trong hầm mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hầu như phần lớn người toàn bộ mất mạng trong đó? Lão Hắc Giang Vận Thiên cười nói, những chuyện này không vội, đúng rồi, đây chính là chúng ta đồ đệ Diệp Thần Phong, hắn so chúng ta trước một bước tiến vào hầm mộ, cái này hầm mộ chính là hắn mở ra. Nghe vậy, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí ánh mắt không tự chủ được như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, cảm giác được Diệp Thần Phong trên đất thần cảnh tu vi, trong lòng bọn họ cũng kinh ngạc một cái, dù sao bọn hắn rõ ràng Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi, bực này tuổi nắm giữ địa thần cảnh tu vi, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi, chỉ tiếc như vậy tu vi, bây giờ là căn bản phái không hơn tác dụng. Lâm Vấn Thiên cùng Diệp Thần Phong tính là đã gặp mặt. Dù sao lúc trước Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng thời gặp Lâm Vấn Thiên một đạo thần niệm. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, nhớ rõ lúc trước ngươi mới bước vào niết bàn cảnh không bao lâu, bây giờ có thể tăng lên tới địa thần cảnh, xem ra thiên phú của ngươi vô cùng cao. Lần này cũng còn tốt ngươi hai cái sư phụ cũng tiến vào hầm mộ, bằng không ngươi e sợ yếu giữ nhiều lành ít. Lâm Vấn Thiên lấy thân phận của trưởng bối một phen thuyết giáo. Dưới cái nhìn của hắn liền như vậy nhiều thần đế cảnh hậu kỳ người cũng toàn bộ đã bị chết ở tại trong đó, Diệp Thần Phong mặc dù có thể sống sót, này toàn bộ là Lão Bạch cùng Lão Hắc che chở. Khổng Nam Chí cũng nói, tiểu tử, người hai cái sư phụ, đời này chả chưa từng thu đồ đệ, người có thể thành vì hai người bọn họ cộng đồng đồ đệ, người phải biết quý trọng tính mạng của mình, về sau không nên lại lên giới hồ nháo tiếp. Một bên Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, trong lòng bọn họ là một trận lúng túng, nhưng bọn họ lại không dám nhắc nhở Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí. Ngược lại là Diệp Thần Phong đối với cái này hai một trưởng bối thuyết giáo, hắn là không có chút nào lưu ý, hắn cười nói, hai vị tiền bối nói rất đúng. Thấy Diệp Thần Phong làm khiêm tốn dáng dấp, Lâm Vấn Thiên nói, tiểu gia hỏa, về sau có những gì không hiểu, có thể cùng của ta hai cái vãn bối Vũ Nhu cùng An Hạo hảo hảo lĩnh giáo một cái, các ngươi cũng đã biết nhau đi nha. Lúc này Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo là triệt để nghe không nổi nữa, bọn hắn nhưng là được Diệp Thần Phong cứu nhiều lần như vậy rồi, bọn hắn căn bản liền cùng Diệp Thần Phong so tài tư cách cũng không có, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cách biệt nhiều lắm. Nói đến lĩnh giáo lời nói, cũng chỉ có là bọn hắn lĩnh giáo Diệp Thần Phong phần. Lão Tổ, ngài đừng lèo bèo, Lâm Vũ Nhu cắn môi mở miệng nói. Lâm Vũ Nhu chính là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Đồng dạng cũng là Lâm Vấn Thiên thương yêu nhất vãn bối, hắn rõ ràng Lâm Vũ Nhu tính cách cao ngạo, hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ Nhu không muốn chỉ điểm Diệp Thần Phong đây. Hắn nói, Vũ Nhu, tên tiểu tử này là ngươi Ngô lão tổ cùng Giang lão tổ đồ đệ, ngươi không nhưng này sao tùy hứng. Lâm Vũ Nhu gò má là đỏ bừng lên. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không muốn lại chơi tiếp rồi, Lão Hắc cười nói, được rồi, tiểu tử, đừng giấu giếm giếm rồi. Để cho bọn họ xem ngươi tu vi thật sự đi. Nhìn thấy Lão Hắc một bộ đắc sắt dáng dấp, Diệp Thần Phong là một trận bất đắc dĩ, lúc nào Lão Hắc cũng như thế yêu thích trang. B. Bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là lập tức thả ra trên người mình khí tức. Oanh, một tiếng. Trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc, thần đế cảnh hậu kỳ, thậm chí là mơ hồ vượt qua thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng không có chân chính đến thần đỉnh phong khí thế. Mãnh liệt từ trên người Diệp Thần Phong vọt lên. Nguyên bản vẻ mặt như thường Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí,
hai người bọn họ sắc mặt lập tức dường như táo bón đồng dạng, hai con mắt trợn thật lớn lão đại, chỉ thiếu chút nữa từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí lập tức bắt được Diệp Thần Phong cổ tay, bọn hắn trước đó biết rồi Diệp Thần Phong khoảng 30 tuổi, nhưng hôm nay cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế sau, bọn hắn không thể tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Hai người bọn họ đã là bước ra thần đế cảnh đỉnh phong, bọn hắn yếu cảm giác một cái Diệp Thần Phong cốt linh cũng không hề quá lớn khó khăn. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ là càng thêm sắc mặt mất tự nhiên, tất cả những thứ này đều là thật. Diệp Thần Phong xác thực chỉ có 30 tuổi, hắn tu vi bây giờ cũng xác thực tại thần đế cảnh hậu kỳ, thậm chí một cái chân khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong. Một cái 30 tuổi thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Hai người bọn họ hầu kết liên tục rung động, trong miệng cảm giác khô ráo cực kỳ, không ngừng nuốt nước miếng. Nhớ tới trước đó nói với Diệp Thần Phong lời nói, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí nhất thời mặt đỏ lên, đây rốt cuộc là một cái gì quái thai. Lão Hắc Giang Vận Thiên tiếp tục nói, thế nào? Chúng ta tên đồ đệ này, các ngươi chả cảm thấy có thể không? Đúng rồi, chúng ta tên đồ đệ này trước đó đã lấy được hỗn độn thời đại luyện khí giới năm đại chí tôn truyền thừa, hắn luyện khí trình độ hẳn là hơn ta vô cùng xa rồi, hắn hôm nay là toàn bộ thần nguyên giới lợi hại nhất chí tôn luyện khí sư rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tên tiểu tử này, hắn còn ở lại chỗ này lần trong hầm mộ đã lấy được thuốc chi thủy tổ truyền thừa. Hắn chế thuốc trình độ cũng vượt qua ta, toàn bộ thần nguyên giới e sợ không có ai có thể tại chế thuốc thượng vượt qua hắn. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí là dường như một đầu nhân giống nhau, hai người bọn họ có một loại thổ huyết kích động, này Diệp Thần Phong cho bọn họ mang tới đả kích thật sự là quá lớn. Quá rồi tốt sau một hồi lâu. Khụ khụ. Lâm Vấn Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, hắn chừng mắt liếc Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, tại trong hầm mộ đến cùng xảy ra chuyện gì mời. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo đem cùng Diệp Thần Phong gặp gỡ, còn có Diệp Thần Phong liên tiếp cứu chuyện của bọn họ nói một lần. Này làm cho Lâm Vấn Thiên nét mặt già nua là gấp hơn đỏ chót rồi, lúc này hắn là mất mặt mất về đến nhà rồi, Diệp Thần Phong là đường đường thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, yêu cầu Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo chỉ điểm ma. Hơn nữa nghe thế lần có thể an toàn rời đi hầm mộ, toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong sức mạnh của một người. Xem ra hai người bọn họ là quá đánh giá thấp Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong chính là một cái quái vật. Có thể nói mặc kệ ở thời đại nào, đều không có 30 tuổi thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác quá đố kỵ Lão Bạch cùng Lão Hắc, dĩ nhiên có thể có như thế một cái kiểu như trâu bò loè loè đồ đệ. Hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian lúc, không cho Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí tỉnh hồn lại cơ hội. Hai người bọn họ đem trước Diệp Thần Phong chỗ nói hà ra âm mưu tự thuật một lần. Này làm cho Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí là thật lâu không nói, có thể nói tin tức này quá mức đột nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Hà Không Thắng lại có thể biết như vậy độc ác. Lâm Vấn Thiên nói, muốn ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi, chỉ có liên hợp lên giới tất cả thế lực lớn rồi, chúng ta sẽ liền liên hệ phụ thuộc vào Lâm gia chúng ta tất cả thế lực lớn. Khổng Nam Chí cũng nói đúng lắm. Cả giới chỉ sợ lại yếu gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa rồi. Chương 2729, khắp nơi động tĩnh. Tại Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đã được biết đến Hà Không Thắng âm mưu sau đó bọn hắn liền rời khỏi về Lâm gia cùng Khổng gia làm chuẩn bị. Bọn hắn dự định đem Lâm gia cùng Khổng gia toàn bộ di chuyển đến Diệp Thần Phong Thiên Cực Thành đi, lấy Thiên Cực Thành lấy tư cách đối kháng Hà gia đại bản doanh. Về phần Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo tự nhiên là tạm thời đi theo Lâm Vấn Thiên cùng rời đi rồi. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn tạm thời không có đem vùng thế giới này sự tình nói ra, vùng thế giới này bây giờ người trưởng khống đến cùng phải hay không hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, đây là một cái cũng còn chưa biết sự tình. Đang cùng Lâm Vấn Thiên đám người phân biệt sau đó Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng trở về Thiên Cực Thành. Thiên ưng đầu lâu một lần nữa được Diệp Thần Phong thu nhập hỗn độn bên trong chiếc nhẫn. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn chạy tới Thiên Cực Thành cửa thành thời điểm. Bây giờ Thiên Cực Thành cửa thành là tụ tập không ít người tu luyện, có thể là trước đó Diệp Thần Phong mở ra thân phận của mình, chính thức đối Hà gia tuyên chiến, này hấp dẫn một ít nguyên bản là đối Hà gia bất mãn người tu luyện, lại nói Diệp Thần Phong là đưa cho đan dược và vũ khí cam kết, dù sao hắn nhưng là thuốc khí đồng tu. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn chạy tới Thiên Cực Thành thời điểm,
thượng giới nhất lưu thế lực Thiên Huyễn Tông bên trong đại điện, lão tổ, tông chủ và tất cả nội môn trưởng lão toàn bộ ở đây rồi. Phùng Đức Nguyên lấy tư cách Thiên Huyễn Tông đại trưởng lão, hắn và Diệp Thần Phong đám người phân biệt sau đó hắn bỏ ra mấy canh giờ, chạy tới phụ cận một tòa người tu luyện trong thành trì. Thiên Huyễn Tông ở tòa này người tu luyện trong thành phố có truyền tống trận, Phùng Đức Nguyên là lợi dụng tòa thành trì này bên trong truyền tống trận trở về Thiên Huyễn Tông. Mà Lục Thành Anh, Cao Hoa Bằng cùng Hồ Thiên Võ ba người này, bọn hắn đồng dạng là cùng Phùng Đức Nguyên trước tiên cùng đi hướng Thiên Huyễn Tông, đang lợi dụng Thiên Huyền Tông bên trong cỡ lớn truyền tống trận, từng người truyền tống về tông môn của mình đi rồi. Giờ khắc này, ba người bọn hắn cần phải cũng đã trở về từng người trong tông môn rồi. Phùng Đức Nguyên đem Hà Gia âm mưu từng chút tự thuật một lần, ở đây Thiên Huyễn Tông cao tầng sắc mặt là âm tình bất định. Lão Tổ, Tông Chủ, ta chỗ nói đều là sự tình, nếu để cho Hà Gia âm mưu thực hiện được, như vậy toàn bộ thần nguyên giới đều sẽ sinh linh đổ thán rồi. Phùng Đức Nguyên trao mày nói. Ngồi trên ghế dựa Thiên Huyễn Tông Tông Chủ Vương Chân Lương, trên mặt hắn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ chốc lát sau, hắn ngữ khí lạnh lẽo chất vấn, người tất cả những thứ này đều là từ cái kia được Hà Gia truy nã tiểu tử trong miệng biết được. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng tất cả những thứ này đều là thật? Tiểu tử kia Thiên Cực Thành đã hướng về Hà Gia tuyên chiến rồi, hắn đây là muốn kéo người tiến vào hắn trận trong doanh trại đi. Hà Gia hoạt động lên giới bá chủ cấp gia tộc, tình thế đã sớm lấn át Lâm Gia cùng Khổng Gia rồi, có thể nói Hà Gia là bây giờ thượng giới đệ nhất đại gia tộc, muốn chúng ta cùng Hà Gia đối nghịch, đây căn bản là đi chịu chết. Cho dù tiểu tử kia nói là sự thật, vậy chúng ta cũng phải quan sát một quãng thời gian để chứng minh, cứ như vậy trực tiếp gia nhập vào tiểu tử kia Thiên Cực Thành đi. Chẳng lẽ hiếu để cho chúng ta toàn bộ nghe theo tiểu tử kia mệnh lệnh sao? Phùng Đức Nguyên sắc mặt một trận khó coi, hắn ánh mắt nhìn về phía hai vị nhắm mắt dưỡng thần lão tổ, nhìn thấy bọn hắn không có một chút nào động tác, thật giống căn bản không có nghe thấy bất kỳ lời nói như thế, trong lòng của hắn là lên cơn giận dữ, trải qua cùng Diệp Thần Phong ở chung sau đó hắn tin tưởng Diệp Thần Phong, hơn nữa đối Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích. Phùng Đức Nguyên quát, đã như vậy, vậy tự ta đi Thiên Cực Thành tìm Diệp huynh đệ. Vương Chân Lương chợt quát lên, đại trưởng lão, ta xem ngươi là bị tiểu tử kia cho tẩy não rồi, nếu như ngươi hôm nay bước ra Thiên Huyễn Tông môn, như vậy về sau ngươi lại cũng không phải chúng ta Thiên Huyễn Tông người rồi. Phùng Đức Nguyên dưới chân bước chân chỉ là chậm chạp một cái, sát theo đó, hắn tốc độ dưới chân nhất thời tăng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở bên trong đại điện. Hà Gia dù sao cũng là thượng giới bá chủ cấp gia tộc, yếu Vương Chân Lương bọn hắn lập tức đứng ở Hà Gia đối lập mặt đi. Bọn hắn căn bản không có như vậy dũng khí, lại nói bọn hắn cũng không xác định Hà Gia âm mưu đến cùng phải hay không thật sự. Lại có nhiều như thế nghi vấn không có giải đáp trước, bọn hắn làm sao có thể làm ra quyết định. Đồng dạng một màn trả phát sinh ở Tinh Lôi Cốc cùng Vân Hải Cung. Lục Thành Anh lấy tư cách Tinh Lôi Cốc nhị trưởng lão, Cao Hoa Bằng lấy tư cách Vân Hải Cung đại trưởng lão, bọn hắn tại trong tông môn tao ngộ, cơ hồ là cùng Phùng Đức Nguyên giống nhau như đúc. Đang giận phẫn dưới, hai người bọn họ cũng trực tiếp thoát ly Tinh Lôi Cốc cùng Vân Hải Cung. Ngược lại là lấy tư cách Thiên Nguyệt Môn tam trưởng lão Hồ Thiên Võ, hắn thuyết phục toàn bộ Thiên Nguyệt Môn. Trước đó Hồ Thiên Võ cũng đã nói, hắn lão tổ là biết loại này tăng cao thực lực phương pháp, cho nên tại Hồ Thiên Võ đạo xuất Hà Gia âm mưu sau. Thiên Nguyệt cửa vị nào lão tổ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn từng ở một quyển không trọn vẹn cổ tịch thượng. Từng thấy liên quan với loại này tăng cao thực lực phương pháp tỉ mỉ miêu tả, nếu như Hà không thắng thật sự mở ra phương pháp này, như vậy toàn bộ thần nguyên giới đem máu chảy thành sông. Quan trọng nhất là quyển kia không trọn vẹn cổ tịch bên trên, ghi chép có thể đo lường suốt vùng thế giới này có hay không được bố trí loại này tăng cao thực lực phương pháp một loại thủ đoạn. Loại này đo lường thủ đoạn cực kỳ phức tạp. Thiên Nguyệt Môn vị lão tổ kia, hắn một lần nữa lục lọi ra quyển kia không trọn vẹn cổ tịch. Chiếu vào phía trên đo lường thủ đoạn, từng bước tiến hành. Cuối cùng hắn phát hiện toàn bộ Thiên Nguyệt Môn đã tại màu đỏ hoa văn phạm vi bao trùm bên trong sau đó sắc mặt của hắn là càng thêm tái nhợt. Thiên Nguyệt cửa tông chủ và nội môn trưởng lão cũng là từng cái bất an, nếu như Hà Gia thật sự khởi động loại này tăng cao thực lực phương pháp, hơn nữa tại bọn hắn không biết chuyện thời điểm, bọn hắn chẳng phải là hội trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành huyết thủy.
Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi cả người một trận mồ hôi lạnh. Thiên Nguyệt môn vị lão tổ kia, hắn lập tức tuyên bố tập trung hết thảy Thiên Nguyệt môn người, bọn hắn yếu đồng thời chạy tới Thiên Cực Thành đi. Thiên Nguyệt môn làm một cái nhất lưu thế lực, muốn chỉnh hợp nhất lần cũng là yêu cầu một chút thời gian. Kết quả là, toàn bộ Thiên Nguyệt trong môn trở nên dồn dập, cũng may Thiên Nguyệt trong môn có cỡ lớn truyền tống trận. Chỉ cần đem cỡ lớn truyền tống trận điều chỉnh một phen truyền tống phương vị, hẳn là có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Cực Thành ngoài cửa thành phụ cận. Phùng Đức Nguyên, Lục Thành Anh cùng Cao Hoa Bằng bọn hắn cùng Hồ Thiên Võ lấy được liên hệ, khi biết Hồ Thiên Võ thuyết phục Thiên Nguyệt Môn sau đó bọn hắn lập tức lợi dụng truyền tống trận chạy tới Thiên Nguyệt Môn. Trên trời Nguyệt Môn nhìn thấy Hồ Thiên Võ sau. Phùng Đức Nguyên khó chịu quát lên, ta còn mặt mũi nào đi gặp Diệp huynh đệ. Quả thực là tức chết ta cũng. Lục Thành Anh cũng khí bất thuận nói, ta bây giờ không phải là Tinh Lôi Cốc trưởng lão rồi, ta xem Tinh Lôi Cốc sớm muộn cũng có một ngày sẽ hối hận. Cao Hoa Bằng cắn răng nói, Vân Hải Cung những tên kia, bọn họ là quá kinh hãi Hà gia rồi, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết quyết định của ngày hôm nay là cỡ nào ngu. Ngu xuẩn. Hồ Thiên Võ Đạo, ba người các ngươi cũng không cần thẹn quá hóa giận rồi, chúng ta Thiên Nguyệt môn sở dĩ sẽ bị ta thuyết phục. Hoàn toàn là bởi vì ta lão tổ đúng dịp thấy qua loại này tăng cao thực lực phương pháp xử lý, các ngươi cùng với ta nhóm Thiên Nguyệt môn cùng đi hướng về Thiên Cực Thành đi. Chương 2730, Thiên Đạo Vết Tích. Bởi Thiên Cực Thành bao phủ tại hỗn độn bất diệt trận kết giới bên trong. Chỉ có Diệp Thần Phong mới có thể có mở ra kết giới, cho nên tại Diệp Thần Phong trở về Thiên Cực Thành cửa thành sau đó hắn lập tức đem kết giới mở ra. Những kia muốn gia nhập người tu luyện, nhất định muốn đều phải lấy võ đạo chi tâm phát thệ, những này thẩm tra công tác, toàn bộ giao cho Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đám người đi làm. Mà Diệp Thần Phong thì là mang theo Lão Bạch cùng Lão Hắc tiến vào Thiên Cực Thành. Khi tiến vào Thiên Cực Thành sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc lập tức yêu cầu một chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện. Trước đó tại hỗn độn ma đế hầm mộ bên trong. Lão Bạch cùng Lão Hắc bên trong thân thể tiến vào một viên màu xanh lam viên cầu cùng một viên màu đen viên cầu. Này màu xanh lam viên cầu cùng màu đen viên cầu đã tiến vào đan điền của bọn hắn rồi, theo tại đan điền của bọn hắn trong xoáy chuyển, liên tục có nhu hòa sức mạnh tản mát ra, dùng này đến để hai người bọn họ hấp thu. Lão Bạch cùng Lão Hắc có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần đem viên cầu bên trong năng lượng toàn bộ rút khô. Bọn hắn hẳn là có thể một lần bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, bọn họ là không kịp chờ đợi muốn yếu tăng cao tu vi rồi. Thế là, Diệp Thần Phong cho hai người bọn hắn cái an bài một gian mật thất, còn hắn thì yếu tại trong mấy ngày này hoàn toàn chỉnh đốn một cái Thiên Cực Thành, dù sao theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, Thiên Cực Thành sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Khả năng biết Diệp Thần Phong có chuyện phải bận rộn, Diệp Phàm các loại mấy tên tiểu tử xuất kỳ chưa có tới quấn lấy hắn. Bất quá, kèm theo lần này Diệp Thần Phong tu vi tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ, bởi huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, tu vi của bọn họ cũng có không tầm thường tăng lên. Nguyên bản này ba tên tiểu gia hỏa tu vi tại thần vương cảnh hậu kỳ tầng thứ, bây giờ tu vi của bọn họ toàn bộ khóa nhập thần tôn cảnh, nằm ở thần tôn cảnh sơ kỳ tầng thứ. Trước đó tại đây ba tên tiểu gia hỏa tăng lên tới thần tôn cảnh sơ kỳ thời điểm. Nhưng là thanh rất nhiều người làm cho sửng sốt một chút được rồi. Ba cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu thí hài, này làm cho không ít người có một loại muốn gặp trở ngại xúc động rồi. Tại bây giờ Thiên Cực trong thành, có người nào không biết này ba cái hỗn thế tiểu ma vương. Một cái chớp mắt, hai ngày trôi qua rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, cả tòa Thiên Cực thành không hề có điểm báo trước rung động kịch liệt lên. Hơn nữa rung động phạm vi đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trên trời cực trong thành tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định. Chỉ nghe trên bầu trời không ngừng vang lên ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn. Sát theo đó, tại trên bầu trời xuất hiện từng đạo màu tím vết tích, như cùng là kiếm ngân bình thường. Rất nhanh, trên bầu trời màu tím vết tích như ngừng lại 11 đạo chi nhiều. Đang nhìn đến này 11 đạo tử sắc vết tích sau đó Thiên Cực trong thành không ít cường giả, bọn họ là châu đầu ghé tai lên. Thậm chí có 11 đạo thiên đạo chi ngấn. Đây là người nào khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên có thể một hơi hình thành 11 đạo thiên đạo chi ngấn.
Ta nhớ được đã từng Hà Không Thắng bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, hắn cũng chỉ có hình thành 10 đạo thiên đạo vết tích, này tại lúc trước đã là cực kỳ rung động rồi. Đây chính là 11 đạo thiên đạo chi ngấn đây. Này nhưng phá vỡ Hà Không Thắng ghi chép, thật không biết là ai đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Bất quá, lấy thiên cực thành rung động kịch liệt trình độ đến xem, nhất định là chúng ta thiên cực người bên trong thành đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong sinh ra. Này thiên đạo vết tích là cả thượng giới cũng có thể nhìn đến. Phàm là người tu luyện từ thần đế cảnh hậu kỳ bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, toàn bộ là sẽ sinh ra thiên đạo vết tích cảnh tượng kỳ dị như vậy. Có người nói thiên đạo vết tích sinh ra càng nhiều, nói rõ người này tại bước vào thần đế cảnh đỉnh phong sau đó hắn đem đến bước vào vĩnh sinh cảnh khả năng lại càng lớn, cũng tương tự đại biểu người này thiên phú. Có người nói tại viễn cổ thời đại, sản sinh nhiều nhất thiên đạo vết tích cũng chỉ có 9 đạo, về phần hỗn độn thời đại thì là không có ghi chép. Tại trên bầu trời 11 đạo tử sắc thiên đạo vết tích tản đi sau đó nguyên bản tất cả mọi người cho rằng yếu bình ổn lại rồi. Ai biết? Một giây sau, cả tòa thiên cực thành lần thứ hai rung động kịch liệt lên, trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện thiên đạo vết tích, hơn nữa lại là ước chừng 11 nói. Điều này nói rõ có hai người lần lượt đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, bọn hắn đang đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong sau đó toàn bộ sinh ra 11 đạo thiên đạo chi ngấn. Trong lúc nhất thời, cả tòa thiên cực thành là sôi trào lên, chỉ có Diệp Thần Phong là tương đương bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hiện lên nụ cười, hắn biết là Lão Bạch cùng Lão Hắc khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong, trong lòng của hắn cũng vì mình cái này hai cái sư phụ mà cao hứng. Hắn trong nháy mắt đi tới Lão Bạch cùng Lão Hắc bế quan mật thất trước. Khi hắn lúc đến nơi này, mật thất trầm trọng cửa đá đã mở ra, đi vào trong mật thất sau, Lão Bạch cùng Lão Hắc tâm tình không tệ nhìn xem hắn. Tiểu tử, tu vi của chúng ta cuối cùng cũng coi như lại tại ngươi bên trên rồi, bất quá, ta rõ ràng đoán chừng rất nhanh, chúng ta liền vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ngươi rồi, người tiểu tử này tổng là có thể cho người mang đến kinh hỉ cùng không tưởng tượng nổi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười nói. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, đây chính là thần đế cảnh đỉnh phong A Hát. Nếu như năm đó không phải là bị Hà Không Thắng gây xích mích, như vậy sợ là chúng ta đã sớm bước vào cảnh giới này rồi. Thực sự là vận mệnh trêu người. Ngược lại, Lão Bạch vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói tiểu gia hỏa, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta cùng Lão Hắc chỉ sợ cả đời cũng không cách nào ngưng tụ nhục thân, chớ nói chi là tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong. Ngươi biết mà, tại chúng ta vừa vặn gặp phải ngươi thời điểm, ta cùng Lão Hắc không nghĩ tới của ngươi phát triển tốc độ hội kinh người như vậy. Diệp Thần Phong nhìn xem Lão Bạch cùng Lão Hắc, trong lòng cũng có chút cảm khái, không khỏi nghĩ tới này cùng nhau đi tới các loại. Nhưng hắn lại lập tức lên tinh thần, nói, bây giờ còn không phải nhớ lại thời điểm, chờ chúng ta đem Hà Không Thắng khô gục xuống, chờ ta bước vào vĩnh sinh cảnh rồi, chúng ta nhất định phải uống thoải mái một chút, chúng ta nhất định phải uống một cái say như chết. Lão Hắc Giang Vân Thiên Tiếu nói, đúng vậy, trước mắt trước tiên phải giải quyết Hà Không Thắng tên khốn kia, bất quá, chỉ sợ đến lúc đó. Người uống bất quá chúng ta cùng Lão Bạch Tửu Lượng là nổi danh được, các loại khi đó, chúng ta toàn bộ không thể dùng tu vi để chống đỡ tử lực, xem ai cái thứ nhất uống nằm xuống. Tại Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn lúc nói chuyện. Cả giới bởi vì liên tục 11 đạo thiên đạo chi ngấn xuất hiện, toàn bộ là lâm vào trong khiếp sợ, bọn hắn đều đang suy đoán rốt cuộc là ai khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên có thể sản sinh 11 đạo thiên đạo chi ngấn. Lâm Vấn Thiên đã chỉnh đốn xong rồi lâm ra, hắn nhìn thấy liên tục 11 đạo thiên đạo chi ngấn sau, hắn tự nói cười mắng, cái kia hai cái lão khốn nạn, bọn hắn thì sẽ không thể kiềm chế một điểm A Hát. Rõ ràng toàn bộ khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đều là 11 đạo thiên đạo vết tích. Lâm Vấn Thiên một cái liền suy đoán ra này liên tục hai lần 11 đạo thiên đạo vết tích lai lịch, hắn tiếp lấy lại tự nhủ, bất quá, đem so sánh hai cái này lão khốn nạn. Đồ đệ của bọn hắn quả thực chính là yêu quái, thật không biết tiểu tử kia bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, sẽ sinh ra bao nhiêu đạo thiên đạo vết tích đâu này. Chương 2731, tự tay giết hắn. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc toàn bộ đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm. Hà gia một gian mờ tối bên trong mật thất. Hà gia lão tổ Hà Không Thắng mấy ngày này không có bước ra qua nơi này một bước,
đang không ngừng xuyên suốt toàn bộ thần nguyên giới hoa văn, được gọi là vạn nguyên quy nhất. Bây giờ này vạn nguyên quy nhất đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một tia không may, cho nên hắn nhất định muốn một khắc không rời ở nơi này chờ đợi. Hắn vừa vặn tự nhiên cũng là cảm thấy bên ngoài giữa bầu trời 11 đạo thiên đạo vết tích rồi, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh lùng vẻ, lấy tư cách năm đó gây xích mích lão Bạch cùng lão Hắc người. Hắn tự nhiên đối lão Bạch cùng lão Hắc cực kỳ thấu hiểu, hắn hầu như có thể khẳng định đây là lão Bạch cùng lão Hắc làm ra động tĩnh. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, thiên phú của các ngươi xác thực tốt hơn ta, đáng tiếc a hát. Các ngươi xuất hiện đang đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong để làm gì? Ta đã yếu bước vào sống mãi rồi, các ngươi đời này cũng đừng hòng yếu vượt qua ta, mà ta sẽ là vùng thế giới này về sau người thống trị. Hà Không Thắng âm thanh trầm thấp tự nói. Mà lúc này toàn bộ Hà gia bên trong, toàn bộ lâm vào một loại khẩn trương trong chờ đợi. Gia chủ Hà Nhân Trắng cùng với Hà gia một đám trưởng lão, bọn hắn toàn bộ đi tới Hà gia phía sau núi. Tại trước đó Lâm Vấn Thiên bọn hắn rời đi Hỗn Độn Ma Đế hầm mộ cửa vào, sau đó Hà Nhân Trắng tại không còn cách nào khác dưới, hắn cũng chỉ có thể trước về Hà gia rồi. Hôm nay là Hà gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên từ tử vong cảnh giới bên trong đi ra ngoài tháng ngày. Này tử vong cảnh giới, tiến vào người cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Cũng may, mấy ngày nay Hà Nguyên Thiên bản mệnh ngọc bài từ đầu đến cuối không có nổ tung, vậy thì chứng minh rồi Hà Nguyên Thiên hiện nay còn sống. Phàm là có thể từ tử vong cảnh giới bên trong đi ra, thực lực bản thân toàn bộ sẽ có tăng lên trên diện rộng, chỉ là không biết này Hà Nguyên Thiên tu vi sẽ tăng lên tới trình độ nào. Hà Nhân đợi uổng công người lo lắng cùng đợi. Hà gia tử vong cảnh giới nằm ở phía sau núi bên trong, là ở vào một loại không gian bí cảnh, nhất định muốn Hà gia phần lớn cường giả hợp lực mới có thể mở ra. Có người nói cái này bí cảnh bắt nguồn từ Hỗn Độn thời đại, sau đã bị Hà gia một mực truyền thừa xuống rồi. Lúc này tử vong cảnh giới bên trong, toàn bộ trời đất toàn bộ là mờ mịt một mảnh, trong không khí tràn đầy vô cùng vô tận hung khí, liền ngay cả nơi này hết thảy thực vật cũng toàn bộ lây dính hung khí. Làm cho những thực vật này nhìn qua cũng biến thành hung ác lên. Nơi này hung khí cũng không phổ thông, nếu như xuyên vào người tu luyện trong cơ thể, e sợ sẽ tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả. Chỗ này bí cảnh bên trong, che kín rừng rậm cùng cao sơn, cất giấu trong đó từng con tràn đầy sát khí yêu thú. Những này yêu thú quanh năm suốt tháng ở nơi này, chúng nó vẫn có thể bình an vô sự sống sót, nhất định là thích ứng nơi này hung khí rồi. Đồng thời đang hấp thu những sát khí này, sau đó những này yêu thú sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo, thậm chí là sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Còn có tại đây nơi bí cảnh bên trong, tràn đầy các loại nguy hiểm không biết, đương nhiên tại trong này khẳng định cũng là có cơ duyên tồn tại. Hà gia phát triển nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không có đem này tử vong cảnh giới cho thăm dò xong xuôi đây. Dù sao tiến vào tử vong cảnh giới là có nhất định hạn chế. Như Hà gia lão tổ Hà Không Thắng nhân vật như vậy, đã là không cách nào nữa lần tiến vào tử vong cảnh giới được rồi. Tử vong cảnh giới nơi nào đó ẩm ướt trong hang động. Hà Nhân Trắng tay thượng che kín vết thương, ở trước mặt hắn có một viên óng ánh long lanh đầu lâu, hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ do dự. Ở bên cạnh trên vách đá viết rất rõ ràng. Cái đầu lâu này chính là Hỗn Độn thời đại một vị cường giả đầu lâu. Hắn trước khi chết đem không ít sức mạnh ngưng tụ ở trong đó, nếu như Hà Nhân Trắng hấp thu cái đầu lâu này bên trong sức mạnh, tu vi của hắn nhất định sẽ bước vào thần đế cảnh, thậm chí là bước vào thần đế cảnh hậu kỳ cũng không nhất định. Chỉ là tuy nói có thể như thế dựa vào ngoại lực tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng cũng là có cực lớn tác dụng phụ, một khi đem năng lượng trong đó cho hấp thu, như vậy hấp thu nhân thọ mệnh đem giảm bớt đến chỉ còn 10 năm. Đương nhiên này còn không là trọng yếu nhất. Bởi vì cái này viên bộ xương bên trong năng lượng cực âm, không, so với, nếu như là nam tử hấp thu năng lượng trong đó, sẽ phá hư nam tử dương cương chi khí, nói đơn giản một điểm sẽ trực tiếp biến thành bất nam bất nữ, thậm chí là phía dưới đồ chơi kia cũng sẽ co rút lại không có. Tuổi thọ giảm bớt đến chỉ còn 10 năm. Chả muốn biến thành một cái bất nam bất nữ người. Thân là Hà gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên, hắn trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tiếp thu. Làm nhưng đã ở nơi này đã lấy được không ít cơ duyên. Bây giờ tu vi của hắn tại nửa bước thần đế tầng thứ, nhưng hắn biết muốn tự tay giết chết Diệp Thần Phong,
này điểm lực lượng còn rất xa không đủ. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Hà Nguyên Thiên thủ trưởng vẫn là dần dần đưa về phía viên kia óng ánh long lanh đầu lâu, coi như là phá hủy hết thảy, hắn cũng muốn tự tay đem Diệp Thần Phong cho chu diệt, Diệp Thần Phong đã trở thành trong lòng của hắn lái đi không được ma chướng rồi. Bàn tay đặt tại óng ánh long lanh đầu lâu thượng, nhất cổ cực. Âm, lực lượng trong nháy mắt nhảy vào bên trong thân thể của hắn. Toàn bộ hang động bên trong thổi lên từng đợt cơn lốc. Hà Nguyên Thiên lâm vào một loại cực hạn trong thống khổ. Trong hang động tràn ngập ở một loại cực kỳ quỷ dị chấn động bên trong, mà Hà Nguyên Thiên cũng đã ngất đi, nhưng bàn tay của hắn nhưng thật giống như cùng viên kia đầu lâu thật chặt dính hợp lại cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy canh giờ sau, toàn bộ trong hang động là gió êm sóng lặng. Hà Nguyên Thiên chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại, hắn chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Nhất thời nhất cổ thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra. Chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, như cùng là vừa vặn chát phấn qua vách tường. Đem óng ánh long lanh đầu lâu bên trong sức mạnh toàn bộ hấp thu sạch sẽ, tuổi thọ của hắn cũng giảm bớt đã đến chỉ còn 10 năm. Bàn tay của hắn không tự chủ hướng về phía dưới của mình sờ lên, tại cảm giác được chính mình nơi đó trống rỗng sau đó thần sắc của hắn trở nên càng thêm khó coi. Hắn đường đường Hà gia thiếu chủ, bây giờ thật sự biến thành một cái bất nam bất nữ người. Diệp Thần Phong, ta Hà Nguyên Thiên nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hà Nguyên Thiên cơ hồ là nộ hét ra, nhưng tiếng nói của hắn lại biến đến mức dị thường sắc bén, như cùng là quá. Giam vọng lại âm thanh bình thường nghe vào thậm chí có một loại cực kỳ buồn cười cảm giác. Nghe được thanh âm của mình biến thành cái bộ dáng này, Hà Nguyên Thiên hai bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Trên người thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế liên tục lăn lộn. Hắn đã lấy được tu vi như thế, ngược lại cũng đúng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hà Nguyên Thiên không lên tiếng nữa tự nói, liền ngay cả chính hắn cũng không muốn nghe đến loại thanh âm này, bây giờ hắn dừng lại tại tử vong chi cảnh nội thời gian chẳng mấy chốc sẽ đã đến, hắn hẳn là lập tức sẽ được truyền đã đưa ra ngoài. Hắn nhất định không thể để người khác biết chính mình biến thành bất nam bất nữ sự tình. Còn có chỉ còn dư lại 10 năm tuổi thọ sự tình, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, hắn rời đi tử vong cảnh giới sau, phải làm chuyện làm thứ nhất chính là tự tay giết chết Diệp Thần Phong. Chương 2732, cũng coi như chúng ta một cái. Thời gian vừa đến, Hà Nguyên Thiên liền bị truyền tống ra tử vong cảnh giới. Một mực tại phía sau núi chờ Hà Nhân đợi uổng công người. Bọn hắn đang nhìn đến từ tử vong cảnh giới bên trong đi ra ngoài Hà Nguyên Thiên sau đó trên mặt bọn họ lập tức vui vẻ, đặc biệt là cảm giác được Hà Nguyên Thiên thật khí thế rõ ràng ngừng lưu tại thần đế cảnh hậu kỳ, này để cho bọn họ là khiếp sợ không thôi, liền ngay cả phụ thân của Hà Nguyên Thiên Hà Nhân Trắng cũng là thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chẳng ai nghĩ tới Hà Nguyên Thiên lại có thể trực tiếp đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ. Khi tiến vào tử vong cảnh giới trước, tu vi của hắn mới thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong đây này chứ. Tuy nói Hà gia tử vong cảnh giới hung hiểm vô cùng, nhưng ở Hà gia trong lịch sử cũng có người bước vào qua trong đó, nhưng không có một cái tu vi đạt được như thế tăng lên, coi như là Hà gia bây giờ lão tổ Hà Không Thắng, hắn đã từng bước vào tử vong cảnh giới, đồng dạng là không có thu được như thế thu hoạch. Cho nên, Hà Nguyên Thiên một hơi đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị. Nguyên Thiên, người tại tử vong cảnh giới bên trong đến cùng đã lấy được cơ duyên gì? Hà Nhân Trắng hỏi. Cho dù là cha của mình, hắn cũng không muốn để cho biết mình biến thành bất nam bất nữ, hơn nữa hắn hiện tại vừa mở miệng, lập tức liền sẽ lộ tẩy, hắn chỉ cổ họng của mình, ra hiệu chính mình không cách nào mở miệng nói chuyện rồi. Hà Nhân Trắng không nghi ngờ gì, suy đoán có thể là con trai mình, tại tử vong cảnh giới bên trong gặp rất nhiều hung hiểm. Lấy còn như bây giờ trong cổ họng chả không phát ra được thanh âm nào. Bây giờ Hà Nguyên Thiên khí thế trên người rất đục dày, Hà Nhân Trắng tự nhiên cũng cảm giác không xuất chính mình một nhi tử chỉ có 10 năm tuổi thọ rồi. Hắn cực kỳ hưng phấn nói, Nguyên Thiên, ngươi không để cho vi phụ thất vọng a hát. Tương lai ngươi tuyệt đối có hy vọng bước vào vĩnh sinh cảnh, hôm nay Hà gia trên dưới nhất định muốn xếp đặt buổi tiệc. Hắn đều đối với chu vi hắn dư trưởng lão. Nói ra, lập tức khiến người ta đi chuẩn bị đi.
Hà Nguyên Thiên tại ứng phó rồi một hội cha của mình, sau đó hắn lập tức hướng về của mình ở sân đi đến. Tại mới vừa bước vào sân, sau đó trong đầu hắn liền truyền đến lão tổ Hà Không Thắng thanh âm. Tuy nói Hà Không Thắng một mực nằm ở bên trong mật thất, nhưng hắn đối Hà gia tất cả đúng rồi nhược chỉ trưởng, Hà Nhân Trắng nhìn không thấu chân tướng sự tình, không có nghĩa hắn cũng nhìn không thấu, dù sao hắn đã từng cũng là đã tiến vào tử vong chi cảnh nội. Ngươi hấp thu đầu lâu bên trong năng lượng, xem ra ngươi đối với Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ đúng là hận thấu xương rồi. Cũng được, ngươi đã bước lên một bước này, như vậy không nên uổng phí quyết tâm của mình, tự tay đi chu diệt Diệp Thần Phong đi. Tại ngươi trước khi đi, ta còn sẽ cho ngươi một thứ, giúp ngươi một tay, để tránh khỏi có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Tại Hà Không Thắng trong mắt, hắn hầu như không có gì thân tình có thể nói. Chỉ cần có thể bước vào vĩnh sinh cảnh, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Hà Nguyên Thiên khi nghe đến Hà Không Thắng truyền âm, sau đó hắn không thể không đáp lại một tiếng, đa tạ lão tổ. Chỉ là của hắn âm thanh nhưng là như thế chói tai. Tại Hà Nguyên Thiên bước vào thần đế cảnh hậu kỳ, Hà gia làm lớn yến hội sau đó rất nhanh lại qua một ngày. Thượng giới thiên cực trong thành. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí chỉnh hợp xong rồi Lâm gia cùng Khổng gia. Còn có không ít phụ thuộc vào thế lực của bọn họ, toàn bộ nguyện ý cùng đi đối kháng Hà gia. Liên quan với Hà gia âm mưu cũng tại toàn bộ thượng giới lưu truyền sôi sùng sục được rồi, những kia phụ thuộc vào Hà gia thế lực, bọn hắn tự nhiên là không tin cái này ngôn luận, mà những kia trung lập thế lực, tại thế cuộc không có rõ ràng trước đó, bọn hắn toàn bộ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bao phủ thiên cực thành kết giới được Diệp Thần Phong mở ra. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí một nhóm người toàn bộ tiến vào thiên cực trong thành. Thiên Nguyệt Môn cũng vừa hay chạy tới, Thiên Nguyệt cửa Hồ Thiên Võ vội vàng cùng Diệp Thần Phong chào hỏi. Về phần Thiên Huyễn Tông Phùng Đức Nguyên, Tinh Lôi Cốc Lục Thành Anh cùng Vân Hải Cung Cao Hoa Bằng, ba người bọn hắn là gương mặt hổ thẹn. Đối với cái này, Diệp Thần Phong để cho bọn họ không nên quá qua để ở trong lòng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên cùng Diệp Thần Phong một khởi ra nghênh tiếp. Khổng Nam Chí cười nói, hai người các ngươi vẫn là cùng lúc trước như thế kinh người như vậy, dùng các ngươi như vậy đột phá tốc độ, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo chúng ta. Chính lúc này, Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba cái giám hài, bọn họ là nhún nhảy một cái đi tới, bọn hắn lần này đúng là không có cố ý thu lại khí thế, tại đi tới Lão Bạch cùng Lão Hắc trước mặt sau. Này ba tên tiểu gia hỏa câu nệ gọi một tiếng, sư tổ. Bọn hắn biết Lão Bạch cùng Lão Hắc là cha mình sư phụ, bọn hắn cũng không dám tại cha mình sư phụ trước mặt lỗ mãng rồi. Kết quả là, vừa vặn muốn nói chuyện Lâm Vấn Thiên, ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phàm ba người bọn hắn trên người, khi bọn họ cảm giác được Diệp Phàm ba người bọn hắn thậm chí có thần tôn cảnh sơ kỳ tu vi, sau đó hắn suýt chút nữa là bị nước miếng của mình cho sang chết rồi. Khổng Nam Chí cũng là nuốt nước miếng, này ba tên tiểu gia hỏa là ngươi đổ nhi tử cùng con gái. Lão Bạch cùng Lão Hắc nhưng là một mặt ý cười, lão, đúng vậy, này ba tên tiểu gia hỏa chính là ta cái kia đổ nhi tử cùng con gái, này ba cái bất thành khí tiểu gia hỏa, một ngày liền chỉ biết là chơi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Lão Hắc giọng rượu bên trong lại tràn đầy thương yêu cùng đắc ý. Lâm Vấn Thiên phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thần Phong, người tiểu tử này là huyết mạch mở ra người. Những tiểu tử này hoàn toàn là đáp người thuận gió thuyền. Diệp Thần Phong gật gật đầu, không có phủ nhận mình là huyết mạch mở ra người. Cùng sau lưng Lâm Vấn Thiên Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo, bọn họ là thật có một loại muốn chết xúc động rồi, này ba cái giám hài đều có thần tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Đợi một thời gian, siêu vượt bọn họ là khẳng định. Chu vi những kia phụ thuộc vào Lâm gia cùng Khổng gia thế lực, còn có Thiên Nguyệt cửa lão tổ, bọn hắn đều không tự chủ thán phục liên tục, lấy tư cách huyết mạch thứ vừa mở ra người, đây tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ được rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong mở ra huyết mạch tuyệt đối là vô cùng cường đại, xem này ba cái giám hài là có thể biết rồi. Ngược lại, Lâm Vấn Thiên trong con ngươi vẻ mặt sáng ngời, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói, tiểu gia hỏa, người xem nhà ta Vũ Nhu phải rất khá chứ. Gả cho ngươi có phải hay không đủ tư cách? Lâm Vấn Thiên lời này vừa nói ra. Không ít thế lực lão tổ toàn bộ con ngươi sáng ngời, Diệp Thần Phong nhưng là huyết mạch mở ra người, nếu như ai cùng hắn sinh hài tử,
tu vi kia nhất định là vụt 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 nhanh chóng dâng lên. Khổng Nam Chí lập tức nói ra, tiểu gia hỏa, ta vừa vặn cũng có một cái dòng chính vãn bối, người nhưng ngạo vô cùng, đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể để cho người tâm phục khẩu phục, ta đem nàng gả cho ngươi, được chứ? Còn lại đến đây ở Lion thế lực lão tổ, bọn hắn cũng từng cái không nhịn được mở miệng. Cũng tính ta một người. Không được, chuyện tốt như thế mọi người hẳn là đồng thời chia sẻ. Cũng không biết trong đám người là cái nào kỳ hoa đột nhiên lại gọi một câu, hiện tại Diệp Thần Phong là thuộc về chúng ta mọi người, chúng ta đều phải hạt giống của nó. Chương 2733, mầm họa. Thiên cực thành trong một gian mật thất. Đối với những thế lực kia lão tổ nhiệt tình, Diệp Thần Phong thật sự là chịu không được, hắn bây giờ đối với ai đều không có hứng thú. Dứt khoát trực tiếp trốn vào mật thất, đối ngoại tuyên bố yếu bế quan tu luyện mấy ngày. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, lão Hắc Giang Vận Thiên, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bốn người này, bọn hắn toàn bộ đi theo Diệp Thần Phong tiến vào bên trong mật thất. Khổng Nam Chí mở miệng hỏi, kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì sao? Lão Bạch cùng lão Hắc không có mở miệng, từ khi bọn hắn tại mấy ngày trước đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong sau đó trong lòng bọn họ một mực có một cái nghi hoặc, hiện tại Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cũng ở nơi đây, là thời điểm đem sự nghi ngờ này nói ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hỏi, chúng ta vừa vặn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, chúng ta mơ hồ cảm giác được thần đế cảnh đỉnh phong cùng lúc trước tầng thứ đều không quá tương đồng, nhất định muốn chăm chú một loại tu luyện công pháp. Như vậy mới có thể đột phá, đây là ta cùng lão Hắc ảo giác. Hay là thật có chuyện lạ? Từng ở lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn thời đại kia, thần đế cảnh hầu như không tồn tại, cách ly xuất thần nguyên giới sau đó thiên địa pháp tắc so với đã từng viễn cổ thời đại càng thêm thích hợp tu luyện, mới không ngừng bốc lên thần đế cảnh cường giả tới, cho nên lão Bạch cùng lão Hắc đối với thần đế cảnh cũng không hiểu nhiều lắm. Lâm Vấn Thiên hồi đáp, hẳn là như vậy. Năm đó ta đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm, đồng dạng là có cảm giác như vậy, nhất định muốn chăm chú một loại công pháp, như vậy mới có thể một hơi đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Khổng Nam Chí nghi hoặc nhìn lão Bạch cùng lão Hắc, các ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì. Ngược lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điểm gì đó, đưa mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, chẳng lẽ nói các ngươi tên đồ đệ này không ngừng tu luyện một loại công pháp. Lão Bạch cười khổ nói, đúng vậy, tên tiểu tử này tổng cộng tu luyện ba loại công pháp, theo thứ tự là thần của ta huyết quyết, lão Hắc Ma Thiên Quyết cùng Long Tộc Long Thần Quyết. Nghe được lão Bạch trả lời sau đó Khổng Nam Chí bật thốt lên, này ba loại toàn bộ là vô thượng công pháp, đồng thời tu luyện ba loại vô thượng công pháp, đây không phải hồ nháo sao. Đồng thời tu luyện ba loại vô thượng công pháp, lại có thể bình yên vô sự. Hơn nữa tu vi trả tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ. Một bên Diệp Thần Phong, hắn nói ra, ta bây giờ là đồng thời tu luyện bốn loại công pháp, trước đó chả đã tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đế Vĩnh Hằng Bảo Điển. Trước đó lão Bạch cùng lão Hắc một mực không có cùng Diệp Thần Phong cùng nhau, bọn hắn tự nhiên không biết Diệp Thần Phong lại tu luyện một loại vô thượng công pháp, hai người bọn họ trên mặt là càng thêm lo lắng. Diệp Thần Phong tu luyện ba loại vô thượng công pháp, đã là đủ làm người nhức đầu được rồi, chớ nói chi là bốn loại vô thượng công pháp. Lúc trước để Diệp Thần Phong thử tu luyện hai loại vô thượng công pháp thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hạn chế như thế. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ý của các ngươi là ta không có chuyên nhất tu luyện một loại công pháp, ta liền không cách nào bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Lão Hắc Giang Vận Thiên gật đầu nói, tiểu tử, trên lý thuyết là như thế, ta cùng lão Bạch lúc trước không nghĩ tới yếu bước vào thần đế cảnh đỉnh phong còn có hạn chế như thế. Lão Hắc giọng dịu trong tràn đầy áy náy, từ khi đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong sau đó bọn hắn một mực tại muốn chuyện này, vì không cho Diệp Thần Phong sầu lo, bọn hắn mới không có lập tức đem suy đoán nói ra được. Diệp Thần Phong trong lòng không có một chút nào trách cứ lão Bạch cùng lão Hắc, lúc trước nếu như không là đồng thời tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ như thế, mà tu luyện long thần quyết cùng vĩnh hằng bảo điển, này hoàn toàn là Diệp Thần Phong lựa chọn của mình. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, lấy ngươi tình huống bây giờ, coi như là ngươi trong cơ thể năng lượng vậy là đủ rồi, cũng lĩnh ngộ thần đế cảnh đỉnh phong áo nghĩa, chỉ sợ cũng không cách nào bước vào trong đó. Đương nhiên bây giờ còn có một cái biện pháp, ngươi tu luyện bốn loại vô thượng công pháp,
trong gân mạch có 4 cái bất đồng linh khí dòng sông, trong mi tâm có 4 mảnh bất đồng thức hải. Nếu như có thể mang 4 cái linh khí dòng sông sáp nhập thành một cái, 4 mảnh thức hải sáp nhập thành một mảnh thức hải, thứ này cũng ngang với là đem 4 loại công pháp dung hợp thành một loại, người thực lực bản thân nhất định sẽ tăng mạnh, nói không chắc có thể trực tiếp bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, cần phải đem 4 cái linh khí dòng sông sáp nhập, còn có phải đem 4 mảnh thức hải cũng sáp nhập, đây không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Lão Hắc Giang Vận Thiên ở một bên cũng gật gật đầu, hắn tán thành lão Bạch cách nói. Đây là hắn cùng lão Bạch nghiên cứu ra duy nhất cứu lại phương pháp. Lâm Vấn Thiên không khỏi tức giận mắng, người điên, các người đều là người điên, tu luyện 4 loại vô thượng công pháp đã là nghịch thiên rồi, bây giờ các người còn muốn cho tiểu tử này thanh 4 cái linh khí dòng sông cùng 4 mảnh thức hải sáp nhập. Đây căn bản là không thể nào. Khổng Nam Chí cũng nói, đúng vậy, bây giờ tiểu tử này đã có thần đế cảnh hậu kỳ, thậm chí một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Hắn có được hay không vì thần đế cảnh cường giả đỉnh cao thì lại làm sao? Tuổi thọ của hắn đã là đầy đủ dài, chẳng bằng duy trì hiện trạng tốt. Lão Bạch cùng lão Hắc đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trực tiếp mở miệng nói, ta muốn thử một chút, mục tiêu của ta là bước vào vĩnh sinh cảnh, nếu như ngay cả thần đế cảnh đỉnh phong cũng không cách nào bước vào, như vậy ta làm sao bước vào sống mãi? Này cùng nhau đi tới, ta đã trải qua nhiều như vậy. Ta không muốn liền như vậy uổng phí. Lâm Vấn Thiên khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó hắn lại mắng một câu, người điên đồ đệ, quả nhiên cũng là người điên. Diệp Thần Phong liếc nhìn Lâm Vấn Thiên, nói ra, chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản Hà Không Thắng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lẽ nào các ngươi chắc chắn ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi sao? Hiện tại thêm một cái thần đế cảnh đỉnh phong liền nhiều một phần sức mạnh. Nếu như ta có thể đem này 4 loại vô thượng công pháp toàn bộ dung hợp đâu này. Đến lúc đó của ta sức chiến đấu tuyệt đối sẽ phi thường cường đại, muốn so không có dung hợp trước mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, ta có thể trở thành ngăn cản Hà Không Thắng trợ lực. Đối với cái này một điểm, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí ngược lại thì không cách nào phản bác, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể chậm rãi thở dài. Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hắn đầu tiên cảm ứng trong gân mạch 4 cái linh khí dòng sông, mỗi một đầu linh khí dòng sông đều là đối với ứng với một loại công pháp. Hắn mỗi lần chỉ có thể đơn độc thôi thúc một cái linh khí dòng sông, không cách nào đem này 4 cái linh khí dòng sông đồng thời thúc động. Hắn thử thay phiên thôi thúc 4 cái linh khí dòng sông sau đó hắn muốn đồng thời đem 4 cái linh khí dòng sông thúc động. Nhưng là căn bản vô pháp đồng thời thôi thúc, hắn nhíu mày một cái. Đột nhiên mạnh mẽ thôi thúc 4 cái linh khí dòng sông. Phốc, một tiếng. Trong cơ thể huyết khí dâng lên. Trong miệng trực tiếp phun xuất một ngụm máu tươi đến. Lão Bạch ở một bên nhắc nhở, tiểu gia hỏa, không nên quá nóng lòng rồi. Trước tiên để cho mình bình tĩnh lại, trên thế giới này còn ngươi nữa không làm được sự tình sao. Ta cùng lão Hắc một đường bồi tiếp ngươi trưởng thành, rất nhiều bước khả năng sự tình, ở trên người ngươi toàn bộ biến thành khả năng. Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 2734, mạnh mẽ sáp nhập. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở bên dưới. Diệp Thần Phong hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra ngoài, hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Mạnh mẽ muốn sáp nhập trong gân mạch 4 cái linh khí dòng sông nhất định là không thể thực hiện được, Diệp Thần Phong nhất định phải tìm ra 4 cái linh khí dòng sông bên trong một cái phù hợp điểm. Như vậy mới có thể so sánh thuận lợi đem 4 cái linh khí dòng sông cho sáp nhập rồi. Về phần trong mi tâm 4 mảnh thức hải, Diệp Thần Phong dự định trước tiên sáp nhập linh khí dòng sông lại nói, dù sao sáp nhập thức hải độ khó muốn so sáp nhập linh khí dòng sông cao hơn rất nhiều lần. Một lần nữa cảm thụ trong gân mạch 4 cái bất đồng linh khí dòng sông, từ từ đem này 4 cái linh khí dòng sông lần lượt vận chuyển. Mỗi đầu linh khí dòng sông đơn độc vận chuyển thời điểm. Toàn bộ là duy trì cùng một loại đều tốc độ, như vậy có lợi cho Diệp Thần Phong tìm ra dung hợp điểm tới. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trước sau tìm không ra phù hợp điểm tới, hắn đã ngồi xếp bằng chừng đủ 2 ngày rồi, này đối với hắn hiện tại tới nói, quả thực là lãng phí nhiều thời gian như vậy, điều này đại biểu Hà Không Thắng bước vào sống mãi tháng ngày lại gần rồi 2 bước. Tâm bình tĩnh lại bắt đầu trở nên có chút nôn nóng lên. Miệng hắn trong hàm răng cắn thật chặt, thầm nghĩ nói, hiện tại quản không được cái kia hơn nhiều,
tại tìm không ra phù hợp điểm dưới tình huống, chỉ có thể thử mạnh mẽ sáp nhập rồi. Tuy nói Diệp Thần Phong cũng biết mạnh mẽ sáp nhập linh khí dòng sông tỷ lệ thành công vô cùng thấp, thậm chí căn bản là không thể nào, nhưng ở không còn cách nào khác dưới tình huống, căn bản không có còn lại lựa chọn. Trong đầu đang bốc lên cái ý niệm này sau đó lập tức trở nên vừa ra là không thể ngăn cản lên. Diệp Thần Phong lần nữa nỗ lực mạnh mẽ vận chuyển trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông, bên trong thân thể của hắn huyết khí lần thứ hai dâng trào, cả người sắc mặt trở nên đỏ lên một mảnh. Lâm Vấn Thiên cau mày nói, hai người các ngươi chẳng lẽ không ngăn cản sao? Tiểu tử này nhưng là hai người các ngươi bảo bối đồ đệ, hắn hiện tại rõ ràng lại là tại mạnh mẽ sáp nhập linh khí dòng sông rồi, ta biết bất tử kim thân sức khôi phục không phải vạn năng. Vạn nhất hắn gân mạch đụng phải không cách nào cứu vãn tổn thương, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận rồi. Lão Bạch cùng lão Hắc lông mày một mực chăm chú nhíu, lão Bạch cũng rõ ràng bất tử kim thân xác thực không phải vạn năng, mặc dù nói bất tử kim thân có thể khôi phục đại đa số thương thế, nhưng có một ít thương thế thì không cách nào nghịch chuyển, như vậy bất tử kim thân tác dụng cũng sẽ có vẻ cực nhỏ rồi. Nhưng lão Bạch cùng lão Hắc cũng rõ ràng Diệp Thần Phong tính cách, hoàn toàn là loại kia không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, cho dù hiện tại miễn cưỡng ngăn trở, Diệp Thần Phong khẳng định cũng sẽ mặt khác tìm cơ hội. Trong miệng nhanh cắn chặt hàm răng Diệp Thần Phong, cố nén tiên huyết không theo trong miệng phun đi ra, hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vận chuyển bốn cái linh khí dòng sông, hắn cả người gân mạch có một loại nứt ra đau nhức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phải không đoạn bốc lên đầy mồ hôi hột đến, trên mặt vẻ mặt thoáng có chút dữ tợn. Cho ta toàn bộ vận chuyển lại, cho ta toàn bộ vận chuyển lại. Diệp Thần Phong ở trong lòng gào thét, từ trên người hắn không ngừng tràn ra từng tầng vô cùng cường đại thật khí thế. Bực này khí thế làm cho lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn không khỏi lui về phía sau một bước, coi như là Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí sắc mặt cũng hơi khó coi. Khổng Nam Chí nói, tiểu tử này khí thế không khỏi cũng quá cường đại chứ. Hắn bây giờ còn không phải thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu để cho hắn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong còn chịu nổi sao? Lấy bây giờ khí thế đến xem, ta đều không có tự tin nhất định có thể chiến thắng tiểu tử này, khó trách hắn như thế có tự tin, chỉ cần đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, hắn là có thể trở thành trợ lực rồi, hiện tại đừng nói là trợ lực rồi, chỉ cần hắn có thể đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, hắn hoàn toàn là có thể trở thành ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi chủ lực rồi. Cắn chặt răng Diệp Thần Phong. Hắn muốn áp chế bay lên yết hầu huyết khí, đáng tiếc hắn vẫn là áp chế không nổi, từ từ có máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn đều chạy tới bước này, bây giờ cách sống mãi là càng ngày càng gần, hắn làm sao nguyện ý liền như vậy đình chỉ bước chân tiến tới. Càng thêm điên cuồng đồng thời thôi thúc lên trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông. A hát! Một tiếng gào thét, từ trong cổ họng hắn bộc phát ra. Toàn thân hắn trên da xuất hiện từng cái vết rạn nứt, tiên huyết không ngừng từ vết rạn nứt bên trong tràn ra tới. Mà lúc này, hắn trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông chợt bắt đầu từ từ đồng thời vận chuyển, cảm thấy được điểm này sau đó hắn tự nhiên là càng thêm không muốn buông tha cho, không ngừng thôi thúc, cực hạn thôi thúc. Bên trong thân thể huyết khí như núi lửa bộc phát giống như dâng lên. Phốc, 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 trong miệng liên tục phun xuất tiên huyết đến. Nhưng hắn không có đình chỉ ý tứ, trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển càng lúc càng nhanh. Oanh! Từ trên người Diệp Thần Phong tản ra bốn đạo thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế, đối với người tu luyện tới nói, chỉ có một loại khí thế, mà Diệp Thần Phong lại đồng thời vọt lên bốn đạo toàn bộ là thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế, chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe. Tại trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông đồng thời vận chuyển lúc thức dậy. Hắn trong mi tâm bốn mảnh thức hải cũng biến thành dị thường không ổn định lên, không ngừng tại mi tâm của hắn bên trong sôi trào. Sát theo đó, từ trên người hắn bạo phát ra bốn loại sóng năng lượng, đột nhiên trong lúc đó, một tôn to lớn màu trắng tượng thần, một tôn to lớn màu đen tượng thần, một tôn to lớn màu vàng tượng thần cùng một tôn to lớn màu xanh tượng thần ở trong không khí hình thành, đây là thuộc về Diệp Thần Phong thần đế thần thông. Một bên Lâm Vấn Thiên đám người sớm đã là trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng là bây giờ mới biết, Diệp Thần Phong thậm chí có bốn tôn thần như đâu này. Nếu như hắn trong nghi tâm bốn mảnh thức hải dung hợp, như vậy này bốn tôn thần như hội dung hợp thành một tôn tượng thần.
thanh sức mạnh tập trung lại sau đó e sợ Diệp Thần Phong tượng thần power cũng hội trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Mà đối với bây giờ Diệp Thần Phong tới nói, hắn hoàn mỹ đi suy nghĩ những chuyện này, hắn hiện tại trong lòng mặt cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là trước tiên sáp nhập trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông. Hắn đem bốn cái linh khí dòng sông mạnh mẽ chen ép lại với nhau, bên trong thân thể hết thảy linh khí toàn bộ tập trung đến trong gân mạch. Trên mặt hắn tràn đầy cực hạn vẻ thống khổ, nhưng trong lòng của hắn lại đột nhiên vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được bị hắn mạnh mẽ đè ép ở chung với nhau bốn cái linh khí dòng sông, ở một bên đồng thời vận chuyển, một bên đang chậm chậm bị ép buộc mạnh mẽ sáp nhập rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong trong miệng tiên huyết là một cái lại một miệng phun ra. Một bên lão bạch các loại người lẳng lặng nhìn, liền một điểm âm thanh cũng không dám phát ra rồi. Lại qua mấy canh giờ sau, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ thống khổ càng thêm thịnh vượng, nhưng trong lòng của hắn lại càng ngày càng vui sướng rồi, bốn cái linh khí dòng sông đã sáp nhập 9 phần 10 rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng 1 phần 10 không có sáp nhập rồi. Thừa thế xông lên, Diệp Thần Phong càng thêm điên cuồng mạnh mẽ sáp nhập linh khí dòng sông. Miệng hắn bên trong phun ra tiên huyết tần suất cũng tăng nhanh. Sốt cuộc. Ba, một tiếng. Từ trên người hắn vang lên một loại nhẹ nhẹ tiếng vang, lập tức, trên mặt hắn vẻ thống khổ tại cỡ ra. Bốn cái linh khí dòng sông dĩ nhiên thật sự bị hắn mạnh mẽ sáp nhập thành một cái rồi. Chương 2735, Vô Thượng Thiên Linh Dịch. Tại bốn cái linh khí dòng sông sáp nhập thành một cái sau đó thuộc về Diệp Thần Phong bốn tôn thần như hư ảnh cũng tiêu tán. Bây giờ bốn cái linh khí dòng sông sáp nhập rồi, nhưng trong mi tâm bốn mảnh thức hải không có sáp nhập, muốn sử dụng tới thần đế cảnh này các loại thần thông, linh khí dòng sông cùng thức hải nhất định là muốn số lượng nhất trí. Mà Diệp Thần Phong hiện tại bởi vì linh khí dòng sông sáp nhập rồi, hắn trong gân mạch chỉ còn dư lại một cái linh khí dòng sông rồi. Mà bốn mảnh thức hải vẫn không có sáp nhập, như vậy liền khiến cho trong cơ thể hắn linh khí dòng sông cùng thức hải không đạt tới một cái điểm thăng bằng rồi. Bốn tôn thần như hư ảnh tự nhiên không cách nào tiếp tục giữ vững rồi, nếu như hắn không cách nào đem bốn mảnh thức hải cũng sáp nhập, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào sử dụng tới thần đế cảnh này các loại thần thông rồi. Bốn cái linh khí dòng sông sáp nhập thành một cái sau đó lần nữa thôi thúc khởi trong gân mạch sáp nhập về sau một điều này linh khí dòng sông, từ trên người hắn bộc phát ra thật khí thế, quả thực không thể cùng trước đó đem so sánh, như cụ gió vậy khí thế hướng về bốn phía bao phủ, cảnh này khiến lão bạch cùng Lâm Vấn Thiên đám người sắc mặt kịch biến, dưới chân bước chân là liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này chỉ là sáp nhập bốn cái linh khí dòng sông, hắn khí thế trên người là có thể đến loại trình độ này. Nếu quả như thật bị hắn sáp nhập bốn mảnh thức hải, khí thế của hắn hội đến một cái gì tầng thứ? Khổng Nam Chí không khỏi nói ra. Diệp Thần Phong tại cảm nhận được linh khí dòng sông sáp nhập hiệu quả sau đó khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, chỉ là bốn mảnh thức hải vẫn không có sáp nhập, hắn luôn có một loại không phối hợp cảm giác. Trong đầu không tiếp tục nghĩ nhiều, Diệp Thần Phong đem sự chú ý tập trung vào mi tâm bốn mảnh trong óc rồi. Này bốn mảnh thức hải là lẫn nhau không can thiệp, Diệp Thần Phong chậm rãi đem linh khí hướng về mi tâm trong óc tập trung. Mới đầu đối với Diệp Thần Phong linh khí xâm nhập, này bốn mảnh thức hải cũng không bài xích, nhưng tại cảm giác được linh khí đang chậm chậm đưa chúng nó đè ép ở chung với nhau thời điểm, chúng nó nhất thời không làm nữa, lập tức tấn mãnh tại Diệp Thần Phong mi tâm bên trong trở mình vọt lên, trong khoảnh khắc liền tản đi xuyên vào linh khí. Xem ra muốn sáp nhập này bốn mảnh thức hải yếu so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn không ít, nhớ tới trước đó mạnh mẽ sáp nhập bốn cái linh khí dòng sông sự tình, theo Diệp Thần Phong muốn phải nhanh một chút sáp nhập bốn mảnh thức hải, cũng phải dùng thủ đoạn giống nhau rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong bắt đầu điên cuồng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Sáp nhập về sau linh khí dòng sông, lao nhanh ở tại trong gân mạch nhanh chóng vận chuyển. Sinh ra linh khí nồng nặc toàn bộ hướng về mi tâm trong óc tập trung, hắn nỗ lực muốn lợi dụng linh khí đến đè ép này bốn mảnh thức hải. Theo liên tục đem này bốn mảnh thức hải đè ép, một điểm đều không nhìn thấy có sáp nhập xu thế, trái lại Diệp Thần Phong trong đầu bắt đầu sản sinh từng đợt đau nhói. Mạnh mẽ nhẫn nại lấy trong đầu đâm nhói, liều lĩnh muốn lợi dụng linh khí, thanh trong mi tâm bốn mảnh thức hải cho sáp nhập. Chỉ là bốn mảnh thức hải ngoan cố chống cự. Chúng nó ai cũng không muốn dung hợp đến thân thể của đối phương bên trong,
Trái lại Diệp Thần Phong trong đầu đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đầu của hắn có một loại yếu nổ tung cảm giác. Một cái nào đó trong nháy mắt. Tại linh khí nồng nặc đem bốn mảnh thức hải đè ép tới trình độ nhất định, sau đó này bốn mảnh thức hải sinh ra một loại mãnh liệt đàn hồi, làm cho tác dụng tại chúng nó trên người linh khí nồng nặc là mạnh mẽ đâm tới. Diệp Thần Phong trong đầu từng trận kịch liệt quặn đau, bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầu hắn một cái hôn mê, trực tiếp hôn mê đi. Trên mặt hắn vẻ mặt cùng môi trắng xanh cực kỳ, nằm trên đất hoàn toàn mất đi chi giác. Lão Bạch cùng Lão Hắc lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, đang dò xét đến Diệp Thần Phong trong mi tâm bốn mảnh thức hải vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó hai người bọn họ mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Lão Bạch cùng Lão Hắc phân biệt hướng về Diệp Thần Phong trong cơ thể rót vào nhất cổ nhu hòa sức mạnh. Nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, này mới chậm rãi thức tỉnh đi qua, trong đầu là một trận căng đau, phảng phất có vô số côn trùng, tại trong đầu của hắn chui tới chui lui. Tại Diệp Thần Phong muốn thử tiếp tục mạnh mẽ sáp nhập bốn mảnh thức hải thời điểm, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi trước dừng lại, tuy nói bốn cái linh khí dòng sông được ngươi cho mạnh mẽ dung hợp, nhưng từ ngươi hôn mê trạng thái đến xem, bốn mảnh thức hải không cách nào dùng loại này cường cường đi sáp nhập thủ đoạn rồi. Nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp lời nói, cái kia nói không chừng quay đầu lại, trong mi tâm bốn mảnh thức hải không có sáp nhập, phản mà nát tan nứt ra. Một khi thức hải vỡ vụn, đem đối với ngươi tạo thành không cách nào cứu vãn tổn thương, đến lúc đó ngươi tuyệt đối là không cách nào bước vào vĩnh sinh cảnh rồi. Khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khuyên bảo, sau đó Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hắn rõ ràng Lão Bạch nói một chút cũng không sai, nếu như tại như vậy mạnh mẽ sáp nhập đi xuống, như vậy đối với bốn mảnh thức hải tới nói tuyệt đối là quá nguy hiểm. Quan trọng nhất là vừa vặn tại linh khí nồng nặc đè ép dưới, bốn mảnh thức hải một mực nằm ở bài xích lẫn nhau trạng thái, căn bản không có mảy may yếu sáp nhập bộ dáng. Trước đó mạnh mẽ sáp nhập bốn cái linh khí dòng sông, tuy nói cũng là vô cùng thống khổ, nhưng tối thiểu nhất là tại một chút xíu dung hợp. Khổng Nam Chí bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nói ra, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, hay là có thể dùng để thử một lần, lại có thêm 10 ngày là thượng giới vô thượng thần sơn mở ra tháng ngày. Chỉ cần có thể lấy được vô thượng bên trong ngọn thần sơn vô thượng tiên linh dịch, ngược lại là có thể cho ngươi bốn mảnh thức hải sáp nhập. Nghe vậy, Lâm Vấn Thiên cũng lập tức nói ra, đúng vậy, vừa vặn làm sao đã quên có như thế vừa ra, này vô thượng tiên linh dịch là chuyên môn tác dụng cho thức hải, đối thức hải có rõ rệt tác dụng, nếu như có thể lấy được vô thượng tiên linh dịch, cái kia nói không chừng có thể phụ trợ ngươi sáp nhập bốn mảnh thức hải. Ngược lại, Lâm Vấn Thiên lại nói, chỉ là vô thượng tiên linh dịch không phải tốt như vậy lấy được, đã nắm chắc vạn năm không có ai từng thu được vô thượng tiên linh dịch. Này vô thượng thần sơn là hỗn độn thời đại một ngọn núi, mỗi 10 năm mới sẽ đặc biệt xuất hiện một lần, chỉ có tu vi đến thần đế cảnh người mới có thể bước vào trong đó. Tại vô thượng bên trong ngọn thần sơn lưu lại vô thượng lão quái hồn phách, ta cùng Nam Chí đã từng tiến vào mấy lần vô thượng thần sơn. Chỉ là tại trong đó không thu hoạch được gì, sau đó chúng ta liền đứt đoạn mất lấy được vô thượng tiên linh dịch ý niệm. Bất quá, người tiểu tử này cơ duyên tốt như vậy, hay là có thể ở trong đó lấy được vô thượng tiên linh dịch cũng nói không chắc, người muốn hay không đi vô thượng bên trong ngọn thần sơn thử vận may. Bây giờ không cách nào mạnh mẽ sáp nhập trong mi tâm bốn mảnh thức hải, Diệp Thần Phong đương nhiên muốn đi vô thượng bên trong ngọn thần sơn thử một lần rồi. Tốt tại vô thượng thần sơn sau 10 ngày liền sẽ mở ra rồi, khoảng cách Hà Không Thắng bước vào vĩnh sinh cảnh còn có một đoạn tháng ngày. Khổng Nam Chí thấy Diệp Thần Phong muốn đi vô thượng thần sơn, hắn nói ra, tiểu tử, muốn lấy được vô thượng tiên linh dịch, ngươi liền nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy vô thượng lão quái hồn phách, chỉ có gặp được hồn phách của hắn mới xem như là người hữu duyên, cuối cùng mới có thể hội chưa từng thượng lão quái hồn phách trong miệng biết được vô thượng tiên linh dịch lưu trữ địa phương. Chương 2736, sinh tử một chiến. Vô thượng thần sơn khoảng cách thiên cực thành cũng không gần. Nếu như đạp không phi hành, yêu cầu 7 đến 8 ngày mới có thể chạy tới, bất quá, trên trời cực ngoài thành đã xây dựng đại hình truyền tống trận, bởi vì thiên cực thành có kết giới bao phủ duyên cớ, ở trong thành bố trí truyền tống trận lời nói, toàn bộ vô pháp chính thường mở ra. Tại từ Khổng Nam Chí bọn hắn trong miệng biết được vô thượng tiên linh dịch, sau đó Diệp Thần Phong muốn lập tức chạy tới vô thượng thần sơn xuất hiện địa phương,
Đợi được sau 10 ngày vô thượng thần sơn mở ra, sáp nhập 4 mảnh thức hải đối với hắn mà nói quá trọng yếu, chỉ có đem này 4 mảnh thức hải sáp nhập, hắn mới có thể bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Chỉ là tại Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn đi ra mật thất sau đó Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Lâm Vũ Nhu vội vã đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là Thiên Cực Thành người ngoại lai rồi, Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng bồi tiếp con trai của hắn Hà Nguyên Thiên cùng đi. Hà Nguyên Thiên chỉ mặt gọi tên muốn cùng Diệp Thần Phong đến một hồi cuộc chiến sinh tử, hơn nữa lần này không chỉ có Hà Nhân đi không. Cùng theo một lúc tới còn có 10 tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, cái này đội hình tính là phi thường mạnh mẽ rồi. Này 10 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn toàn bộ là phụ thuộc vào Hà gia trong tông môn lão tổ. Bây giờ bao phủ Thiên Cực Thành kết giới người bình thường là không phá ra được, trừ phi là Hà Không Thắng tự mình đến đây động thủ. Hà gia cũng biết Thiên Cực Thành kết giới cường độ rồi, bằng không bây giờ ở thượng giới bên trong. Hà gia sự tình lưu truyền sôi sùng sục, đổi lại Hà gia dĩ vãng phong cách hành sự, đã sớm là đem Thiên Cực Thành cho bình định rồi. Hà Nguyên Thiên, Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ đến cái này nhiều lần từ trên tay hắn đào tẩu ra hỏa, dĩ nhiên đuổi tới khiêu chiến hắn. Nếu như hắn nhớ rõ không sai, này Hà Nguyên Thiên liền thần đế cảnh cũng không có bước vào chứ. Hắn đây là tới chịu chết sao? Lâm An Hạo ánh mắt ngưng trọng nói ra. Bây giờ Hà Nguyên Thiên đã có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, hắn rõ ràng trước đó chả chỉ có thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, loại người như hắn tăng cao thực lực tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn như vậy, kéo dài qua nhiều như vậy tầng thứ, đích thật là một cái khiến người ta chuyện không nghĩ ra tình. Diệp Thần Phong coi như là cực kỳ kiểu như châu bò, hắn cũng chưa từng có như thế tăng lên không thực lực. Lâm Vấn Thiên con ngươi ngưng trọng nói ra. Xem ra Hà Nguyên Thiên nhất định là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn, hắn nhưng là Hà gia thiếu chủ, Hà gia kế tiếp nhiệm gia chủ người thừa kế, Hà gia hẳn là sẽ không đối với hắn đốt cháy giai đoạn, lần này Hà gia khẳng định đến có chuẩn bị, ta xem cái này khiêu chiến không đỡ lấy cũng được. Lão Hắc Giang Vận Thiên khó chịu quát lên, đánh rắm, chỉ là một cái Hà gia gia chủ nhi tử, hắn là cái thá gì? Ta cùng lão Bạch đồ đệ sẽ thua bởi hắn. Tất cả âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều sẽ được nát tan. Ngược lại, lão Hắc ngữ khí lại một chuyển, hắn nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, bất quá, Lâm lão đầu nói cũng có một chút đạo lý, Hà Nguyên Thiên nếu dám cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, vậy thì chứng minh rồi bọn hắn Hà gia hoàn toàn chắc chắn, ta cùng lão Bạch đã từng được Hà Không Thắng tên khốn kia tính kế qua, chuyện này chúng ta tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lâm Vấn Thiên là một trận không nói gì. Này lão Hắc trở mặt tốc độ cũng quá nhanh rồi. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, trận này cuộc chiến sinh tử, ta tiếp nhận, tự xem như là trước hỏi Hà gia yếu một điểm lợi tức đi. Các ngươi cũng không muốn khuyên nữa ta, lẽ nào các ngươi đối thực lực của ta có hoài nghi sao? Tuy rằng ta thần thông bị hạn chế ở, nhưng linh khí dòng sông sáp nhập, của ta sức chiến đấu tăng cường không ít. Diệp Thần Phong bay thẳng đến Thiên Cực ngoài thành đạp không mà đi. Lão Bạch cùng lão Hắc bọn họ là một trận cười khổ. Tại đạp không đi tới Thiên Cực Thành cửa thành thời điểm, Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, bao phủ Thiên Cực Thành kết giới trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Diệp Thần Phong, lão Bạch, lão Hắc, Lâm Vấn Thiên một nhóm người toàn bộ bước ra Thiên Cực Thành, lần này là Hà gia tới khiêu chiến, cho nên Hà gia nên không dám chơi cái gì quần công, dù sao bây giờ Hà gia vẫn không có thống nhất thượng giới, lại là tại như thế dung chuyển thời điểm. Nếu như bọn hắn dám quần công, e sợ hội lập tức mất đi lòng người, Hà gia cái kia âm mưu cũng sẽ bị đại đa số người tin tưởng. Tại bước ra Thiên Cực Thành sau, Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng đưa mắt như ngừng lại Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí trên người, không nghĩ tới Lâm gia cùng Khổng gia cũng sẽ lựa chọn cùng Hà gia chúng ta đối lập. Đặc biệt là các người Khổng gia, các người cùng Hà gia chúng ta đã từng nhưng là thông gia qua, người Khổng Nam Chí cũng coi như là trưởng bối của ta. Nếu như Khổng gia nguyện ý quay đầu lại, Hà gia chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này cũng là lão tổ để cho ta mang cho ngươi. Khổng Nam Chí khuôn mặt lộ ra một vệt phẫn nộ, Hà Nhân Trắng, ít đến cùng ta bấu víu quan hệ, các ngươi Hà gia âm mưu bây giờ đã công chư hậu thế, các ngươi Hà gia quả thực là độc ác cực kỳ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Hà Nhân Trắng tay thượng, bọn hắn muốn nghe một chút Hà Nhân Trắng chính diện trả lời.
tự từ nhà họ Hà âm mưu khuếch tán sau đó Hà gia vẫn không có chính thức đáp lại qua. Hà Nhân Trắng trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả những thứ này đều là giả dối không có thật, Hà gia chúng ta làm việc một hướng về quang minh lỗi lạc, làm sao sẽ làm ra ác độc như thế sự tình đến. Lời đồn dừng ở trí giả, ta tin tưởng rất nhanh sẽ được phơi bày, đến lúc đó phàm là đứng ở Hà gia chúng ta bên này, Hà gia chúng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Những kia đã gia nhập Diệp Thần Phong trận doanh cường giả, sắc mặt của bọn họ một trận biến hóa, nhưng bọn họ đã bước ra bước này, bất kể là đúng là sai, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục. Hôm nay tới đánh thăm dò hư thực cường giả cũng có không ít, bọn hắn đang nghe Hà Nhân Trắng lời nói sau, bọn hắn càng thêm cảm thấy quan sát một trận là lựa chọn chính xác nhất. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười lạnh nói, Hà gia quang minh lỗi lạc. Tai của ta không có gặp sự cố sao? Hà không thắng là trên thế giới này hèn hạ nhất tiểu nhân. Hà Nhân Trắng ánh mắt nhìn về phía Lão Bạch cùng Lão Hắc, hai vị chắc hẳn chính là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đi nha. Nhà ta lão tổ cùng các ngươi xưa nay không hợp, hiện tại đã không phải là thuộc cho các ngươi thời đại, trong lòng các ngươi có oán khí cũng bình thường, hôm nay liền để cho ta nhi tử cùng đồ đệ của các ngươi đến trận chiến sống còn. Đứng ở Hà Nhân Trắng bên cạnh Hà Nguyên Thiên, ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, trên mặt vẻ mặt có chút tái nhợt. Hắn không có mở miệng nói chuyện, hắn cũng không muốn phát ra cho người buồn nôn thanh âm. Chỉ là tại hắn vượt trước hai bước thời điểm, Diệp Thần Phong luôn cảm giác Hà Nguyên Thiên không đúng lắm, hắn bước đi tư thế làm không được tự nhiên, thật giống vừa vặn chả nhéo một cái mông. Tuy rằng được rất nhanh củ tránh lại đây, nhưng Hà Nguyên Thiên khí thế trên người hồn dày vô cùng, đích thật là tại thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong cũng không có ẩn giấu khí thế, hắn đón nhận Hà Nguyên Thiên ánh mắt, lần này ngươi trốn không thoát. Mấy lần trước, toàn bộ là ngươi muốn giết ta, nhưng kết quả đều là ngươi chạy trốn chết, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn rồi. Hà Nguyên Thiên vẫn không có mở miệng, chỉ là sát khí trên người đột nhiên bộc phát ra, trong con ngươi lộ ra hung tàn vô cùng ánh sáng. Chương 2737, không tưởng tượng nổi. Hà Nhân Trắng tay áo bảo vung lên. Từ hắn trong tay áo bắn ra một đạo cự đại mà lại rực rỡ hào quang màu xanh. Một tiếng. Luồng hào quang màu xanh này đã rơi vào thiên cực ngoài thành, đợi đến ánh sáng chậm rãi tản đi, chỉ thấy một cái cực kỳ to lớn màu xanh võ đài, khắc sâu vào ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Cực điểm võ đài. Vây xem một ít cường giả lập tức nhận ra cái lôi đài này lai lịch, xem ra hôm nay Hà gia là muốn chơi thật. Lần này không phải Diệp Thần Phong chết chính là Hà Nguyên Thiên chết. Này cái gọi là cực điểm võ đài đến từ chính viễn cổ thời đại sơ kỳ, có người nói này cực điểm trong võ đài dung hợp không ít tộc loại tiên huyết. Nói thí dụ như thanh long máu, phượng hoàng máu cùng kỳ lân máu. Hơn nữa chế tạo cực điểm lôi đài chất liệu cũng phi thường không bình thường. Truyền thuyết có 5 tên chí tôn luyện khí sư, đồng thời bỏ ra thời gian 10 năm mới đưa này cực điểm võ đài triệt để chế tạo xong. Một khi đem này cực điểm võ đài mở ra, coi như là thần đế cảnh đỉnh phong, thậm chí là vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, đồng dạng là không cách nào phá mở cực điểm lôi đài kết giới, trừ phi là quyết chiến song phương, có một người chết ở trên lôi đài, kết giới mới sẽ tự mình tiêu tan. Muốn phá vỡ cực điểm lôi đài kết giới, nhất định muốn vô hạn tiếp cận ở sống mãi cường giả, hẳn là mới có thể làm được rồi. Hà Nhân nhìn không Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn, nói ra, phí lời ta cũng không nhiều lời rồi, chắc hẳn các ngươi đều hẳn phải biết cực điểm lôi đài, tại đem cực điểm võ đài mở ra trước đó, các ngươi có thể chính mình kiểm tra một chút. Không cần Hà Nhân Trắng nhắc nhở, Lão Bạch bọn hắn cũng dự định yếu kiểm tra một chút cực điểm võ đài, Lão Bạch, Lão Hắc. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đồng thời đem cực điểm võ đài kiểm tra rồi một lần, tạm thời không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Tại bọn hắn kiểm tra xong xuôi sau đó bên trong thân thể tràn ngập sát ý Hà Nguyên Thiên, hắn gión mũi chân, thân thể trực tiếp đạp không đi tới trên võ đài, ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong, trong con ngươi tràn đầy khiêu khích, bất quá, hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn dặn dò vài câu sau đó Diệp Thần Phong đồng dạng là đạp không đi tới trên lôi đài, cùng Hà Nguyên Thiên là đối lập mà đứng. Tại Hà Nguyên Thiên cùng Diệp Thần Phong toàn bộ đứng ở cực điểm trên võ đài sau.
Hà Nhân Trắng đem linh khí đánh từ xa vào cực điểm võ đài bên trong, toàn bộ võ đài là kịch liệt rung động chuyển động, lập tức, oanh. Một tiếng, cực điểm võ đài nhất thời được một loại màu xanh kết giới cho bao phủ lại rồi. Một khi cực điểm võ đài mở ra, coi như là mở ra người cũng không cách nào trên đường để kết giới biến mất, nhất định muốn đợi được trên võ đài chết chỉ còn người kế tiếp, bao phủ màu xanh kết giới mới sẽ tiêu tan. Diệp Thần Phong cùng Hà Nguyên Thiên cuộc chiến sinh tử, chẳng khác gì là Thiên Cực Thành cùng Hà Gia ở giữa một hồi thêm nhiệt, nếu như phương nào đã bị chết ở tại trên võ đài, nhất định sẽ đả kích nghiêm trọng chính mình phía kia tinh thần. Nguyên bản Diệp Thần Phong đã là một cái chân bước vào thần đế cảnh đỉnh phong người, bây giờ hắn bốn cái linh khí dòng sông dung hợp thành một cái, tuy nói thức hải không có sáp nhập, tạm thời không cách nào thi triển thần đế cảnh thần thông, thế nhưng hắn sức chiến đấu lại là tăng lên không ít. Cho dù khiến hắn cùng phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đối chiến, hắn cũng là có niềm tin tất thắng. Hà Nguyên Thiên trong con người vẻ mặt âm lãnh cực kỳ, hắn sở dĩ biến thành bây giờ bất nam bất nữ trạng thái, dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều là vì Diệp Thần Phong, nếu không phải hắn muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, hắn yêu cầu đi cực đoan như vậy con đường sao? Hiện tại hắn đã bước lên một cái không thể hối hận đường, hắn muốn tự tay giết Diệp Thần Phong. Tự tay đem Diệp Thần Phong cổ cho bóp nát, dùng này để chứng minh sự lựa chọn của hắn là đúng. Hà Nguyên Thiên vai đột nhiên run lên, hắn hai bàn tay thượng lóe lên một đạo hào quang màu bạc, chỉ thấy khi hắn hai bàn tay mặc lên một đôi ngân bạch sắc găng tay. Tại đây một đối thủ mặc lên lập lòe hào quang nhàn nhạt, từng cái màu đỏ ký hiệu ở tại thượng có vẻ tỏa sáng chói lọi. Nhìn thấy Hà Nguyên Thiên trên bàn tay xuất hiện một đôi màu trắng bạc găng tay, sau đó dưới lôi đài Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người vẻ mặt biến đổi, bọn hắn không để ý đến một điểm, không có chuẩn bị cho Diệp Thần Phong tiên khí. Lâm Vấn Thiên cau mày nói, lần này khiêu chiến quá vội vàng rồi, chúng ta đều đã quên cho tiểu tử này chuẩn bị tiên khí rồi. Khổng Nam Chí cũng nói, đây là Hà Gia thượng đẳng tiên khí khai thiên, có người nói chỉ cần mang theo này một đối thủ bộ. Nó lực lượng hội tăng lên trên diện rộng. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí không có chính thức gặp Diệp Thần Phong sức chiến đấu, hai người bọn họ trong lòng tràn đầy lo lắng, dù sao một khi bại trận liền sẽ chết ở trên lôi đài. Chỉ là tại Khổng Nam Chí tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Trên hai tay mang lên khai thiên Hà Nguyên Thiên, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, trong gân mạch linh khí xông phóng lên, tại đem linh khí truyền vào khai thiên bên trong sau. Bên trên màu đỏ ký hiệu trong nháy mắt du chuyển động. Từng tầng khí thế mạnh mẽ hướng về bốn phía khuếch tán, làm cho trong không khí nổi lên một gợn sóng. Hà Nguyên Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mãnh liệt khí thế áp bức hướng về phía Diệp Thần Phong. Lôi người ở dưới đài đang nhìn đến Hà Nguyên Thiên cho thấy tốc độ, sau đó phần lớn người khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bực này tốc độ e sợ tại thần đế cảnh sau bên trong rất khó gặp được. Bởi vậy có thể suy đoán ra Hà Nguyên Thiên sức mạnh cũng sẽ không yếu, huống chi hai tay của hắn bên trên chả mang khai thiên. Chỉ là Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trên mặt của hắn không có bất kỳ hoang mang, trong gân mạch sáp nhập một cái linh khí dòng sông chạy vọt lên, khí thế kinh khủng từ hắn bên trong thân thể bạo phát. Mà chính lúc này, Hà Nguyên Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, nắm đấm phải của hắn hướng về Diệp Thần Phong oanh kích mà đi. Khi hắn nắm tay phải thượng khai thiên, bạo phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, hắn muốn lấy phương thức đơn giản nhất trực tiếp thanh Diệp Thần Phong xương cho đánh bể. Nắm đấm vẫn không có tới gần, Diệp Thần Phong quần áo trên người liền đang vỡ tan rồi, không gian xung quanh xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Diệp Thần Phong không có lựa chọn tránh né, đồng dạng là vung đánh một quyền, đón nhận Hà Nguyên Thiên quả đấm. Diệp Thần Phong, ta mang khai thiên đây. Ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi có thể đủ thắng quá ta sao? Ngươi đừng có nằm mộng. Hà Nguyên Thiên quát. Oanh. Xé tan. Chỉ là hai nắm đấm sờ va vào nhau trong nháy mắt. Hà Nguyên Thiên lập tức thay đổi sắc mặt. Một nguồn sức mạnh từ quả đấm của hắn truyền xuống đến. Sát theo đó, từ Diệp Thần Phong mới nắm đấm bên trong bạo phát ra đáng sợ kinh khí. Dưới chân hắn bước chân không tự chủ được lui về phía sau 5 bước. Mặc dù nói không có bị thương. Thế nhưng y phục trên người cùng quần toàn bộ nát tan nứt ra, toàn thân hắn chỉ còn dư lại một đôi bao tay là hoàn hảo không chút tổn hại được rồi. Quần áo cùng quần vỡ vụn, đây là Hà Nguyên Thiên cũng không có nghĩ tới,
thân thể hắn nhất thời hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Người ở chỗ này cảm thấy Hà Nguyên Thiên có chút quái lạ, nhìn kỹ sau đó này đường đường Hà gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên, hắn dĩ nhiên không có nửa người dưới đồ chơi kia. Nói cách khác Hà Nguyên Thiên là cái bất nam bất nữ đồ vật, cái này đột nhiên vạch trần một màn thật sự là quá ngoài ý muốn. Chương 2738, Quỷ dị tượng thần. Diệp Thần Phong cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nắm đấm bên trong bạo phát sức mạnh lấn át Hà Nguyên Thiên sức mạnh, thúc đẩy hai bên sức mạnh đụng nhau về sau dư âm, nghiêng về một phía hướng về Hà Nguyên Thiên đánh tới, này mới khiến cho y phục trên người hắn cùng quần toàn bộ vỡ vụn. Đứng ở cực điểm trên lôi đài Hà Nguyên Thiên, cảm giác được từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào, sắc mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn rồi. Trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một bộ quần áo trong nháy mắt một lần nữa mặc ở trên người hắn. Chu vi những kia xem náo nhiệt cường giả, bọn họ là mở rộng tầm mắt rồi. Hà Nguyên Thiên lại là cái bất nam bất nữ đồ vật. Hà gia đây là muốn làm gì? Đường đường Hà gia thiếu chủ lại là dáng vẻ đạo đức như thế. Chẳng trách Hà Nguyên Thiên lại đột nhiên có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, đây nhất định là phải trả giá thật lớn, mà hắn trả giá cao chính là nửa người dưới đồ chơi kia biến mất, thân là một người đàn ông không có vật kia, hắn còn sống chả có ý tứ sao. Cho dù có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi thì lại làm sao? Từ đây không thể gây giống đời sau, hắn chỉ là một cái chết. Quá, giam mà thôi. Từng đạo tiếng bàn luận ở trong không khí quanh quẩn, Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bốn người này, bọn hắn cũng che kín không dám tin vẻ mặt. Này Hà Nguyên Thiên yếu có bao nhiêu dũng khí, hắn mới nguyện ý không nên phía dưới của mình đồ chơi kia a hát. Là một người nam nhân. Nếu như không có đồ chơi kia, như vậy căn bản cũng không có thể xưng là nam nhân. Cho dù để Lão Bạch bọn hắn lựa chọn có thể bước vào sống mãi, thế nhưng đồ chơi kia nhất định muốn biến mất, như vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý bước vào sống mãi rồi. Lâm Vũ Nhu cùng Lâm An Hạo các loại một đám trẻ tuổi, bọn hắn cũng là xem mắt choáng váng, bọn hắn hoạt động lên giới thiên kiêu, đã từng cùng Hà Nguyên Thiên tiếp xúc cũng không ít. Đặc biệt là Lâm Vũ Nhu này một ít nữ nhân, các nàng trên mặt vi vi đỏ lên. Đứng ở Lâm Vũ Nhu bên phải một cái dáng điệu không tệ nữ tử, nàng là Khổng Nam Chí dòng chính vãn bối Khổng Uyển, đồng dạng cũng là Khổng gia thiên chi kiêu nữ. Khổng Uyển nhi mày liễu hơi nhíu khởi, Hà Nguyên Thiên hắn đây là điên rồi sao? Hắn rõ ràng bỏ qua nam nhi chi thân. Lâm Vũ Nhu vẻ mặt mất tự nhiên cười cười. Lâm An Hạo nói ra, Vũ Nhu, may là năm đó ngươi không có gả cho Hà Nguyên Thiên, loại người như hắn bất nam bất nữ đổ vật, làm sao có thể xứng với ngươi. Tại mấy năm trước đó, Hà gia có ý định muốn cùng Lâm gia thông gia, đáng tiếc Lâm Vũ Nhu không muốn, mà Lâm Vấn Thiên lại là Lão Bạch cùng Lão Hắc hảo hữu, hắn làm sao có khả năng để cho mình dòng chính vãn bối gả cho Hà Nguyên Thiên đây. Lâm Vũ Nhu trừng mắt Lâm An Hạo, ta nguyên bản là không thích Hà Nguyên Thiên. Tự cho là đúng Hà gia thiếu chủ, vẫn cho rằng mình là toàn bộ thần nguyên giới đệ nhất thiên tài, tại một ít người trước mặt, hắn Hà Nguyên Thiên căn bản chẳng đáng là gì. Lâm An Hạo cười trêu nói, Vũ Nhu, lời ngươi nói một ít người phải hay không người trong lòng của ngươi. Lâm An Hạo hữu ý vô ý liếc nhìn trên lôi đài Diệp Thần Phong, nếu như ngươi có thể gả cho hắn, sau đó tại sinh đứa bé, nói không chắc ngươi hài tử tu vi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua của ta. Đúng rồi. Ta nghe nói lấy tư cách huyết mạch thứ vừa mở ra người, không chỉ có thể cho người thân mang đến tu vi tăng lên tác dụng, liền ngay cả cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân, đồng dạng là có thể theo thực lực của hắn mà tăng lên, ngươi cần phải thêm chút sức rồi, nếu như hắn đem đến bước vào sống mãi, ngươi đã trở thành nữ nhân của hắn lời nói, e sợ tu vi của ngươi trực tiếp hội nhanh chóng phi thăng. Lâm Vũ Nhu gò má càng phát đỏ lên. Liền ngay cả một bên Khổng Uyển Nhi đôi mắt đẹp cũng liên tục nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Diệp Thần Phong. Thử hỏi có ai là không thích cường giả đâu này. Đồng dạng rơi vào dại ra cùng trong khiếp sợ còn có Hà Nhân Trắng, hắn một điểm đều không biết con trai của mình biến thành bất nam bất nữ được rồi. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những thứ này, nguyên bản hắn lấy vì con trai của chính mình yếu trò giỏi hơn thầy rồi, kết quả con trai của hắn vì tăng cao tu vi. Rõ ràng biến thành một cái quá. Giam rồi. Lấy tư cách quá, giam tương lai làm sao kế thừa Hà gia gia chủ vị trí,
hắn bây giờ là còn không biết Hà Nguyên Thiên không có bao nhiêu năm tuổi thọ rồi, nếu như biết, chỉ sợ hắn yếu không khống chế được tâm tình. Cảm giác được chu vi từng đạo tiếng bàn luận, bao quát cùng hắn đồng thời tới 10 tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, hắn luôn cảm thấy không ngừng có ánh mắt khác thường tại nhìn kỹ hắn. Hắn đường đường Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng bây giờ là triệt để biến thành một cái tiểu chê cười, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà giờ khắc này trên lôi đài, một lần nữa mặc một cái thật là tốt quần áo Hà Nguyên Thiên, hắn trong lỗ mũi hô hấp dồn dập, nếu thân phận đã bị mở ra, như vậy hắn không có gì tốt ẩn núp rồi, sắc bén thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong phát ra, Diệp Thần Phong, tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, ta muốn ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước đó đang đối chiến trong, hắn giống một câu, bởi vì hét ra, lại tăng thêm ở trong chiến đấu. Hết thảy lực chú ý cũng không hề đặt ở tiếng nói của hắn bên trên. Bây giờ Hà Nguyên Thiên dùng bình thường âm thanh nói chuyện, lập tức liền biến thành bất nam bất nữ thanh âm rồi, nghe được Diệp Thần Phong là lên một thân nổi da gà. Không nhiều lời nữa. Hà Nguyên Thiên khôi phục chân thực diện mạo sau, hắn bước đi lên đều uốn éo cái mông rồi, nhưng tại này bất nam bất nữ trạng thái dưới, tốc độ của hắn cùng sức mạnh lại có tăng lên rồi. Liền liền một cái hô hấp cũng không có đến, hắn bóng người đột nhiên tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân nhanh chóng rút lui, mà Hà Nguyên Thiên là thiên vĩnh lên lan hoa chỉ vỗ ra một trường, xé trời trường. Mãnh liệt vô cùng sóng gió xung kích hướng về phía Diệp Thần Phong, từ bốn phương tám hướng tạo thành từng đạo có chứa cực hạn phá hủy lực tê liệt chi lực. Một mạch phải đem Diệp Thần Phong chìm không ở tại bên trong. Diệp Thần Phong song trên chân ánh sáng màu trắng bạo phát, một loại tốc độ y hệt năng lượng từ hắn dưới bàn chân lao ra. Cực quang. Hắn lập tức thi triển ra cực quang bộ pháp, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oanh, một tiếng, xe gió trưởng oanh kích một cái khoảng không, Diệp Thần Phong thân ảnh hiểm mà lại hiểm xuất hiện tại Hà Nguyên Thiên bên phải. Chỉ thấy Hà Nguyên Thiên mi tâm bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đến. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng lao nhanh tới cực điểm, một nguồn sức mạnh từ mi tâm của hắn bên trong bộc phát ra. Một tôn lớn vô cùng màu đen tượng thần, tại Hà Nguyên Thiên trước mặt ngưng tụ, hắn là thi triển thần đế cảnh thần thông. Chỉ là này Hà Nguyên Thiên tượng thần là vô cùng dị, cả người là hiện ra một loại nồng đặc như mực màu đen, quan trọng nhất là vị này to lớn màu đen tượng thần có hai cái đầu. Này hai cái đầu bộ mặt nhìn qua đều cực kỳ khủng bố mà lại dữ tợn. Từ vị thần này như bên trên tản ra một loại cực kỳ tà ác khí tức. Này căn bản không phải Hà gia công pháp có thể ngưng tụ ra tượng thần, nào có tượng thần là loại này dáng vẻ. Võ đài dưới đáy Hà Nhân Trắng, lông mày của hắn cũng chăm chú nhíu lại, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã vô lực vãn hồi rồi, con đường này là con của hắn mình chọn, không còn đường quay đầu để cho hắn, hiện tại chỉ có giết chết Diệp Thần Phong mới là trọng yếu nhất. Chương 2739, liên tục bại lui. Tại ngưng tụ ra quỷ dị tượng thần sau. Hà Nguyên Thiên khóe miệng liên tục cười lạnh, hắn hét chính mình cũng không bộ ngực đầy đặn, hai cái tay thủy chung là vểnh lên lan hoa chỉ, mỗi một cái động tác toàn bộ 10 phần nữ tính hóa, sắc bén thanh âm lần thứ hai vang lên, Diệp Thần Phong, như vậy mới có ý tứ, ngươi nếu như chết quá nhanh, như vậy trận này cuộc chiến sinh tử cũng quá không thú vị. Hà Nguyên Thiên vểnh lên lan hoa chỉ hướng về Diệp Thần Phong một điểm, vị này có hai cái đầu to lớn khủng bố tượng thần, lập tức đối với hắn triển khai công kích. Nói như vậy hình thành tượng thần, có cùng bản thể vậy sức chiến đấu, thậm chí có vượt qua bản thể sức chiến đấu, bất kể là tốc độ cùng sức mạnh, vẫn là một ít còn lại phương diện. Cho nên vị này màu đen cự đại thần tượng, tuy rằng thân thể cực kỳ to lớn, thế nhưng động tác của nó không một chút nào chậm chạp. Tại chiều Diệp Thần Phong xông đi thời điểm, hai con to lớn bàn tay màu đen lập tức hướng về Diệp Thần Phong vỗ xuống đi, muốn trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho đập thành thịt nát. Hai bàn tay từ trên đỉnh đầu phương phủ xuống đến, làm cho Diệp Thần Phong tầm mắt nhất thời một trận tối tăm. Bàng bạc sức mạnh từ hai bàn tay khổng lồ bên trong áp bách xuống, Diệp Thần Phong trên người phảng phất như được một ngọn núi lớn áp bức. Chân hắn đáy ngọn nguồn ánh sáng màu trắng lấp lánh. Bóng người nhanh chóng trượt lui đồng thời, bàn tay phải nhanh chóng trở mình vọt lên. Mãnh liệt vô cùng khủng bố năng lượng, từ bàn tay phải của hắn thượng bốc hơi mà lên, không gian chung quanh đột nhiên chấn động lên.
bao phủ cực điểm lôi đài kết giới thượng nổi lên từng đợt gợn sóng. Nhanh chóng đem tay phải của mình bàn tay đánh ra, Long Thần Phiên Thiên Ấn, ba ấn khả phá thiên. Này cực điểm lôi đài chất liệu cực kỳ không bình thường, cho nên tại Diệp Thần Phong thi triển đệ tam ấn thời điểm, trên võ đài cũng chưa từng xuất hiện vết rạn nứt các loại, chỉ là một cái to lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay, đột nhiên ở trước mặt hắn hình thành, một mạch hướng về Hà Nguyên Thiên to lớn màu đen tượng thần đập tới. Không khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn cực kỳ, dưới lôi đài không ít cường giả kinh hãi biến sắc. Một trường này bên trong ẩn chứa sức mạnh, e sợ đủ để miểu sát thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ là tại năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay, không ngừng tới gần màu đen cự đại thần tượng thời điểm, cái kia to lớn màu đen tượng thần hai cái đầu, không hẹn mà cùng há to miệng. Từ trong miệng của bọn nó sinh ra nhất cổ cực kỳ khí lưu cường đại. Loại này cường hãn khí lưu từ trong miệng của bọn nó bạo hướng mà đi, lập tức đem Diệp Thần Phong ngưng tụ hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay kiềm chế rồi. Hơn nữa tại đem hắn kiềm chế lại đồng thời, khí lưu cường đại đem năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay, hướng về hai người bọn họ miệng đồng lia kéo mà đi, cuối cùng toàn bộ năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay, rõ ràng trực tiếp được này to lớn màu đen tượng thần hai cái đầu nuốt. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú vừa nhíu. Chỉ thấy từ cái kia to lớn màu đen tượng thần trên bụng, đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, nhất thời nhất cổ sức mạnh quen thuộc từ nơi này trong hắc động truyền ra. Oanh, một tiếng. Một con to lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay, từ màu đen tượng thần trên bụng trong hắc động bộc phát ra, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Này không phải là vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tam ấn ma. Hà Nguyên Thiên ngưng tụ tượng thần dĩ nhiên không chỉ có thể thôn vệ Diệp Thần Phong bí pháp, lại còn có thể mang bí pháp hoàn hảo không chút tổn hại thả ra ngoài, này ngược lại có chút lấy đạo của người trả lại cho người bộ dáng rồi. Mặt đối tấn công tới hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay, Diệp Thần Phong trong tay phải ánh sáng lóe lên, Thanh Vân Kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay hắn. Sớm tại trước đó Thanh Vân Kiếm cũng đã lột xác rồi, mặt ngoài dỉ xét hoàn toàn biến mất rồi. Bây giờ Thanh Vân Kiếm mặt ngoài là nồng nặc màu xanh, còn bị khắc họa không ít ký hiệu, căn cứ trước đó Lão Hắc từng nói, này Thanh Vân Kiếm thuộc về trung đẳng tiên khí rồi. Bên trong thân thể bất khuất kiếm ý lập tức vận chuyển, cực hạn linh khí truyền vào Thanh Vân Kiếm bên trong, một cái sợi xích màu đen hư ảnh, đột nhiên quấn chặt lấy Thanh Vân Kiếm thân kiếm. Đồng thời tại Diệp Thần Phong sau lưng cũng hiện lên một cái lớn vô cùng màu đen xiềng xích hư ảnh. Thanh Vân Kiếm thượng không có tỏa ra bất kỳ sắc bén, hết thảy đều trong chăn liễm ở trong thân kiếm, nhìn như bình tĩnh không có gợn sóng, kỳ thực là trước bão táp bình tĩnh. Kiếm hồn hắc khóa. Oanh, 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 oanh. Trong tay Thanh Vân Kiếm vung ra. Từng cái to lớn màu đen xiềng xích bỗng dưng ngưng tụ, bởi Diệp Thần Phong tu vi tăng lên trên diện rộng rồi, hết thảy trọn vẹn tạo thành hơn 1000 cây màu đen xiềng xích. Tại đây từng cây màu đen xiềng xích đỉnh chóp toàn bộ có sắc bén gai nhọn, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, xung kích hướng về phía màu lửa đỏ năng lượng thật lớn giấu bàn tay. Xì xì, xì xì, xì xì. Tại từng cây to lớn màu đen xiềng xích xuyên thấu dưới, tấn công tới hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay đột nhiên dừng lại, đang trở nên thủng trăm ngàn lỗ sau đó năng lượng màu đỏ rực giấu bàn tay từ từ ở trong không khí tiêu tán. Mà từng cây to lớn màu đen xiềng xích chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết tất, nhưng vẫn là hướng về Hà Nguyên Thiên màu đen tượng thần đánh tới. Cùng vừa vặn đồng dạng một màn xảy ra. Hà Nguyên Thiên to lớn màu đen tượng thần, đem từng cây màu đen xiềng xích toàn bộ hấp thu, cuối cùng từ bụng hắn thượng trong hắc động bộc phát ra. Tay cầm Thanh Vân Kiếm Diệp Thần Phong, dưới chân hắn thi triển cực quang bộ pháp, tránh né đồng thời, trong tay Thanh Vân Kiếm liên tục vung ra. Ngăn tấn công tới màu đen xiềng xích. Tại đem màu đen xiềng xích toàn bộ chặn rơi mất sau đó Diệp Thần Phong đứng ổn lại, tại lôi người ở dưới đài xem ra, Diệp Thần Phong là liên tục bại lui, tại Hà Nguyên Thiên trước mặt cực kỳ chật vật. Đứng ở to lớn màu đen tượng thần sau lưng Hà Nguyên Thiên, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn hết thảy trước mặt, thật giống tất cả những thứ này toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của hắn như thế. Từ khi hắn hy sinh Nam Nhi chi thân, đem tu vi tăng lên tới thần đế cảnh hậu kỳ sau đó hắn liền phát hiện chính mình tạo thành một loại cực kỳ đặc thù tượng thần,
Loại tượng thần này năng lực quả thực là vượt qua tuyệt đại đa số thần đế cảnh cường giả hình thành tượng thần, cho nên dưới cái nhìn của hắn trận chiến này, hắn là nhất định sẽ thắng. Làm sao, ngươi chả không chuẩn bị cho gọi ra của mình thần giống chứ? Vẫn là ngươi căn bản vô pháp ngưng tụ ra tượng thần đến. Hà Nguyên Thiên khóe miệng cười gằn không ngớt, hắn thân là Hà gia thiếu chủ, hắn dù sao không phải một cái người ngu xuẩn, nếu như Diệp Thần Phong có thể ngưng tụ tượng thần lời nói. Như vậy hẳn là khi hắn vừa vặn ngưng tụ ra tượng thần thời điểm, Diệp Thần Phong cũng sẽ lập tức ngưng tụ, nhưng là không có. Tay cầm thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn cũng không trả lời Hà Nguyên Thiên, hắn chỉ là một mực cau mày. Dưới lôi đài Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người, bọn họ là càng ngày càng lo lắng, thật sự là Hà Nguyên Thiên ngưng tụ tượng thần phi thường quỷ dị, quả thực là chưa bao giờ nghe. Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí phun trào. Lúc này hắn chủ động đánh ra, bóng người hướng về to lớn màu đen tượng thần đánh tới, muốn đem Hà Nguyên Thiên giải quyết, đầu tiên nhất định muốn giải quyết hắn một cái tôn quỷ dị tượng thần. Đối mặt phát động công kích Diệp Thần Phong, Hà Nguyên Thiên trên mặt biểu lộ không có bất kỳ đặc thù biến hóa. Chương 2740, một trưởng giải quyết. Hà Nguyên Thiên thủ trưởng vung lên, chỉ thấy hắn ngưng tụ cái kia to lớn màu đen tượng thần. Trên bụng hố đen đang nhanh chóng mở rộng, nhất cổ sức hút từ trong đó nhất thời sản sinh. Cỗ lực hút này lập tức thấu đi ra, toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Phát động tấn công Diệp Thần Phong, tại cỗ lực hút này ảnh hưởng dưới chân hắn bước chân mất thăng bằng, cả người được sức hút không ngừng lôi kéo tiến hố đen bên trong rồi. Ồ một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể được hút vào to lớn màu đen tượng thần trong cơ thể, cũng trong lúc đó. Màu đen tượng thần trên bụng hố đen cũng trong nháy mắt khép lại lên, căn bản không cho Diệp Thần Phong cơ hội thoát đi. Tuy nói này to lớn màu đen tượng thần chỉ là hư ảnh, nhưng được hút vào hắn bên trong thân thể sau, Diệp Thần Phong đi tới một mảnh đen như mực bên trong không gian, hắn rõ ràng cảm giác tới đây mỗi một sợi trong không khí toàn bộ tràn đầy hủ thực chi lực, hắn nhìn thấy trên người mình da thịt đang chậm rãi được hủ thực. Hắn hơi hơi nhún nhún vai. Trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang vẻ, tuy rằng bốn mảnh thức hải không có sáp nhập, hắn không cách nào sử dụng tới thần đế cảnh thần thông, thế nhưng bốn cái linh khí dòng sông sáp nhập, chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, hắn vừa vặn một mực duy trì tại bảy thành sức mạnh bên dưới. Dưới cái nhìn của hắn giải quyết Hà Nguyên Thiên nếu như cũng cần sử xuất toàn lực, như vậy hắn về sau yếu làm sao ngăn cản Hà không thắng bước vào sống mãi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hà Nguyên Thiên tượng thần hội quỷ dị như thế, chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể sử xuất toàn lực đánh nhanh thắng nhanh rồi. Mà đang lúc này, trên lôi đài Hà Nguyên Thiên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong được của mình tượng thần nuốt sau đó hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sắc bén thanh âm từ trong cổ họng hắn vang lên, Diệp Thần Phong, lần này ngươi thật sự muốn chết tại trên tay ta rồi, ta Hà Nguyên Thiên mới là thượng giới đệ nhất thiên tài. Không có ai có thể cướp đi của ta cái này danh hiệu. Dưới lôi đài, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt từng người không giống, những kia chỉ là tới xem một chút tình thế, vẫn không có lựa chọn đứng ở cái nào một mặt cường giả. Bọn hắn nhìn xem rơi vào điên cuồng bên trong Hà Nguyên Thiên, hồi tưởng lại vừa vặn ngắn ngủi chiến đấu, loại này cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi trẻ tuổi giao đấu phạm trù. Trận chiến này xem như là Hà gia cùng Thiên Cực Thành lần thứ nhất đối kháng, bây giờ xem ra Thiên Cực Thành muốn dùng trắng bày cáo chung rồi, trong lòng bọn họ cũng có lựa chọn, Hà gia rốt cuộc là thượng giới đệ nhất bá chủ cấp gia tộc, hắn nội tình không phải thượng giới hắn dư gia tộc có thể so sánh được, bao quát Lâm gia cùng Khổng gia cũng còn kém rất rất xa Hà gia đây. Hà Nhân nhìn không tại trên võ đài điên cuồng Hà Nguyên Thiên, lông mày của hắn một mực nhăn không ngừng. Trận này cuộc chiến sinh tử tuy rằng hẳn là thắng lợi, thế nhưng Hà Nguyên Thiên về sau toàn bộ phá hủy, hắn không thể lại trở thành Hà gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đám người, trong đó Lão Bạch cùng Lão Hắc lấy tư cách hiểu rõ nhất Diệp Thần Phong người, bọn họ giải chính mình một đồ đệ, hẳn không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Lâm Vấn Thiên bên trong thân thể thật khí thế vi vi trở mình vọt lên. Lẽ nào chúng ta yếu trơ mắt nhìn tiểu tử kia chết ở trên võ đài sao? Hà Nguyên Thiên tượng thần thật là quỷ dị, mà tiểu tử kia nhưng không có cách thi triển thần thông, từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là một hồi công bình sinh tử giao đấu. Khổng Nam Chí cũng nói, hiện tại quản không được cái kia hơn nhiều,
bằng không chúng ta đồng thời thử xem có thể hay không phá tan cực điểm lôi đài kết giới. Lão Bạch cùng lão Hắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài cái kia to lớn màu đen tượng thần, lão Bạch tự nói, tiểu gia hỏa, ngươi xưa nay không để cho chúng ta thất vọng qua, ngươi cho chúng ta mang tới chỉ có khiếp sợ, lần này cũng nhất định sẽ không ngoại lệ chứ. Tại lão Bạch tiếng nói hạ xuống xong, to lớn màu đen tượng thần bên trong, Diệp Thần Phong bàn tay phải bốc lên tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tại đem Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhất ấn, đệ nhị ấn cùng đệ tam ấn cùng cộng lại. Đối với hắn hôm nay tới nói, tất cả những thứ này là như vậy thuận buồm xuôi gió. Hà Nguyên Thiên nhìn thấy bao phủ lôi đài kết giới chậm chạp không có tản đi, xem ra Diệp Thần Phong là còn chưa chết hẳn, hắn nói ra, xem ra ngươi đúng là muốn cho ta tự tay đến bóp nát cổ của ngươi rồi, như vậy cũng tốt. Hà Nguyên Thiên từng bước một hướng về to lớn màu đen tượng thần đi tới. Võ đài dưới đáy Lâm Vấn Thiên lo lắng nói ra, hai người các ngươi đến cùng nói thế nào? Đây là các ngươi hai cái đồ đệ. Lúc này từ cái kia to lớn màu đen tượng thần trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra từng trận sóng chấn động bé nhỏ. Lão Bạch cùng lão Hắc nhìn nhau cười cười, lão tiểu tử này là cố ý để cho chúng ta lo lắng để phòng đi. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí vẫn không có lý giải lão Hắc ý tứ trong lời nói. Chỉ nghe từng đạo tiếng rồng ngâm từ to lớn màu đen tượng thần bên trong truyền ra, đang tại đi hướng màu đen tượng thần Hà Nguyên Thiên, dưới chân hắn bước chân dừng lại, trong con ngươi thần sắc ngưng trọng lên, cảm thụ màu đen tượng thần bên trong tình huống, hắn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, tại sao lại như vậy? Chỉnh cái cự đại màu đen tượng thần thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Long Thần Phiên Thiên Ấn, đệ tứ ấn diệt thế. Oanh, một tiếng. Một con to lớn năng lượng màu tím giấu bàn tay, từ màu đen tượng thần bên trong thân thể lao ra, tại đây to lớn năng lượng màu tím giấu bàn tay chu vi, lượn lờ từng cái thanh long. Một loại hủy thiên diệt địa uy năng, nhất thời bao phủ toàn bộ cực điểm võ đài. Tại năng lượng màu tím giấu bàn tay từ màu đen tượng thần bên trong hướng sau khi đi ra, năng lượng màu tím giấu bàn tay bên trong uy năng, toàn bộ tập trung công đánh vào màu đen tượng thần bên trên. Đồng thời Diệp Thần Phong cũng từ màu đen tượng thần bên trong thân thể đi ra. Chỉnh cái cự đại màu đen tượng thần, ở trong không khí tiêu tán vô ảnh vô tung, một chưởng này là Diệp Thần Phong 100% sức mạnh. Một chưởng liền trực tiếp giải quyết xong Hà Nguyên Thiên quỷ dị tượng thần. Tượng thần được Diệp Thần Phong làm hỏng. Hà Nguyên Thiên trong nháy mắt cảm giác đầu đau như búa bổ, chỉnh cái đầu giường như muốn nổ tung ra bình thường, hai chân không kiềm hãm được té quỵ trên đất, hai bàn tay ôm đầu, trong cổ họng phát ra khàn cả giọng tiếng hô, a hát. Từ con mắt của hắn, miệng, mũi cùng trong tai, chảy ra từng dòng máu tươi. Tượng thần cùng người tu luyện trong lúc đó có to lớn liên hệ, một khi tượng thần bị hủy rồi, này sẽ đối người tu luyện tạo thành cực kỳ to lớn trọng thương. Thậm chí nghiêm trọng người sẽ trực tiếp biến thành một cái kẻ ngu. Võ đài người phía dưới toàn bộ là trợn mắt hốc mồm, nguyên lai vừa vặn Diệp Thần Phong một mực không có sử xuất toàn lực. Hiện tại Diệp Thần Phong mới thần đế cảnh hậu kỳ tu vi AH. Vừa vặn một trưởng kia power, e sợ có thể trực tiếp diệt phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rồi. Nói cách khác Diệp Thần Phong tuyệt đối nắm giữ thần đế cảnh đỉnh phong sức chiến đấu rồi. Thực sự là đáng sợ một tên tiểu tử. Ở tình huống như vậy, đến rồi một cái đại nghịch chuyển. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bỗng nhiên cảm giác mình như cái kẻ ngu như thế, hồi tưởng lại mới vừa sốt ruột, Lâm Vấn Thiên không vui nói, các ngươi tên đồ đệ này cùng các ngươi một cái đạo đức. Khổng Nam Chí tán đồng gật gật đầu, xem ra trận này sinh tử giao đấu kết quả là định xuống, tiểu tử này sức chiến đấu thực sự là đủ mạnh, một khi hắn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Hắn tuyệt đối có thể cùng vô hạn tiếp cận ở sống mãi người một trận chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.